chương 1443, trưởng môn, kiếm của ta đâu? Một, một đám người không nhanh không chậm đi về phía cửa hậu điện, xuyên qua hậu điện quẹo vào chính điện, lập tức nhìn thấy một nam nhân áo đỏ ở trong điện tản bộ, không phải nghiêu hữu đạo thì còn có thể là ai? Nghiêu sư đệ, cung lâm sách dẫn đầu đi ra cười lên tiếng chào hỏi. Nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn, cũng cười chắp ta, bái kiến trưởng môn, bái kiến các vị trưởng lão. Không đợi mọi người trả lời oi, hắn lại bổ sung một câu ý tứ sâu xa, ta ở bên ngoài đợi lâu như vậy, tông môn có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chính là lo lắng hắn hỏi điều này mà dẫn đến không tiện trả lời, cung lâm sách thở dài nói, Ngọc Thương và trưởng môn của ba đại phái đến rồi, chậm chế một lúc, vừa sắp xếp cho họ xong, để sư đệ đợi lâu rồi. Ồ, thì ra là khách quý đến, ánh mắt nghiêu hiếu đạo hơi lấp lóe lại hoài nghi nói, vào lúc này, bọn họ chạy đến để làm gì? Người đi thánh cảnh, bọn họ có chút suy nghĩ, cũng có thể hiểu được, người đại khái cũng có thể đoạn được, không nhắc cũng thôi đi. Cung lâm sách khoát tay áo, nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi, người sao lại ăn mặc thành kiểu dáng kỳ quái này. Nghiêu hiểu đạo thở dài nói, đừng nhắc nữa, bên trong thánh cảnh phát quần áo, căn bản không có phong cách gì, không chỉ là ta, tất cả mọi người đi vào thánh cảnh đều thay. Đúng là không dễ nhìn, cung lâm sách dáng vẻ rất quan tâm, chợt lớn tiếng nói, người đâu, đi lấy cho nghiêu trưởng lão bộ quần áo không cần, không cần phiền phức như vậy. Như hiểu đạo nhấc tay ngăn cản một chút, trở về Mao Lưu biệt viện rồi thay đi, thay áo khoác cũng vô dụng, áo bên trong đều là màu đó, mặc lên có chút khó chịu. ở đây thay, trở về thay cũng là thay, cũng không biết thánh cảnh làm cái trò quỷ gì. sau khi vào trong khăng khăng lột bọn ta đến không còn sợi vải, không để lại bất cứ vật gì mang từ bên ngoài vào, từ trong ra ngoài cứ thế mà mặc thành bộ dáng quỷ quái này. nếu như thế, Cung Lâm sách cũng không miễn cưỡng, hỏi Tần Quang và Kha Định Kiệt đâu? nghiêu hữu đạo vẫn còn đang ở thánh cảnh lịch luyện chỉ một mình ta trở về trước mọi người ngơ ngác nhìn nhau cung lâm sách hoài nghi nói chỉ một mình ngươi trở về những người khác đều chưa trở về như hữu đạo không rõ lắm dù sao khi ta ra ngoài chỉ một mình ta rời khỏi thánh cảnh về phía sau có còn ai ra nữa hay không thì ra không rõ lắm chỉ có điều ta hoài nghi có thể chỉ có một mình ta ra ngoài làm sao có thể như vậy cung lâm sách rất là lo lắng ngươi không phải đã gây chuyện gì rồi chứ Đâu chỉ ông ta, những người khác có mặt cũng lo lắng như vậy, bởi vì người nào đó khi đi thiên đô phong cũng đã từng gây chuyện. Nghiêu hiểu đạo, ta là người có trách nhiệm đàng hoàng, có thể gây ra chuyện gì chứ? Đó là thánh cảnh, cũng phải ta dám đây này. Kỳ thực ta cũng đang buồn bực chuyện này, trong thánh cảnh các chủ phương phi các la phương phi đột nhiên đến tìm ta, ta không muốn ra, bà ta cứ kiên quyết đuổi ta ra. Hắn đem chuyện đã xảy ra kể lại, đừng nói hắn buồn bực, mọi người sau khi nghe xong cũng nghi ngờ không thôi, không biết đây là có ý gì. Cung lâm sách rất cẩn thận nói, xảy ra chuyện này, thế nào cũng phải có nguyên nhân chứ, không thể nào vô duyên vô cớ, người nghĩ cẩn thận, đi vào thánh cảnh có phải là xảy ra chuyện gì rồi hay không. Muốn không cẩn thận cũng không được, con gái của La Thu đích thân đưa tên này ra ngoài, trò đùa này có chút lớn, khiến cho lòng người không chắc chắn. Nghiêu Hữu đạo thở dài nói, vừa vào trong thánh cảnh, một nhóm người lập tức bị lột sạch quần áo, ngay sau đó thở cũng không cho thở, liền trực tiếp bắt đầu lịch luyện, chấp trưởng phiêu miêu các đinh vệ ở ngay tại chỗ cho người phát giấy bút nghiên mực cho chúng ta. Đem tình hình bị bắt ghi đồ kể lại. Sau khi nghe đến đây, người trong điện đều khẩn trương, thể mà ép người của các phái viết thứ này, đây thật sự là trò muốn mạng người mà. Các phái ngoài mặt nhất định sẽ không có vấn đề gì, nếu như có vấn đề sớm đã bị phiêu miếu các xử lý, sao có thể sống đến hiện giờ, có thể đuôi sau lưng của ai cũng không sạch sẽ. Tối thiểu, ai còn có thể không ở sau lưng bày tỏ chút bất mãn đối với phiêu miếu các hoặc thánh cảnh nếu thật sự có chuyện gì chọc đến thánh cảnh những người ở nơi đó chỉ e là một người cũng đừng hòng chạy nguyên ngạn vội hỏi các người đều viết rồi hay sao nghiêu hữu đạo vui vẻ hỏi ngược lại một câu đổi ngược lại là ngươi đi ngươi dám không viết hay sao chí ít là ta không dám trưởng lão các phái ở ngay tại chỗ lúc đó cũng không dám không viết cung lâm sách nơm nớp lo sợ nói người đã viết cái gì điểm này mọi người yên tâm các vị đối với ta bất công ta tốt xấu gì cũng là đệ tử của tử kim động đương nhiên là nghĩ cách bảo vệ lợi ích của tử kim động. Nghiêu hữu đạo lại nói những gì mình viết ra, nói là viết một số chuyện tử kim động liên thủ ức hiếp hắn. Mọi người sau khi nghe xong câm nín, chỉ có điều cũng may mắn, ân oán trong môn phái chỉ cần không dính dáng đến vảy ngược của thánh cảnh là được. Phó quân nhượng, Như sư đệ, người không phải nói đinh vệ nhất đính muốn người viết vấn đề ở phương diện kia của các phái. Người viết như thế, có thể qua ải hay sao? Như hữu đạo vui cười hớn hở nói, nói nói không phải, Đinh Vệ xem qua thứ mà ta viết, ở ngay tại chỗ gọi ta ra, nói những thứ vặt vãnh mà ta viết hắn ta không có hứng thú. Nhưng ta có lý do a, à, ta mới vào Tử Kim động không bao lâu, một đám người cặn bã Tử Kim động ngay cả quyền lợi trưởng lão tham dự quyết sách cũng không cho ta, ta đối với tình hình của Tử Kim động hoàn toàn không rõ, cũng không thể viết bậy bạ được a. À. Đinh Vệ sau khi nghe xong cũng không nói thêm gì, cứ như vậy mà qua ải. Mọi người sau khi NGSA xong thở vào một hơi, về phần mắng bọn họ là đám người cặn bã coi như là không nghe thấy chỉ có điều phó quân nhường vẫn không nhịn được mà nhìn cung lâm sách và nghiêm lập một chút trong lòng buồn cười như hữu đạo ở thánh cảnh mạo hiểm che trở lợi ích của tử kim độc. ở đây lại nhân cơ hội như hữu đạo không ở mà phá mau lưu biệt viện của người ta không khỏi quá không đường hoàng rồi quay đầu lướt nhìn cung lâm sách lại hỏi lịch luyện chỉ những việc này thôi sao như hữu đạo hiển nhiên không chỉ vậy đó chỉ là món khai vị hai ngày trước cũng chính là ngày thứ hai mà trưởng môn rời khỏi thánh đảo, cho lịch luyện mới lại được đưa ra, muốn chúng ta đi săn giết yêu hồ. Chuyện của thánh cảnh yêu hồ, chắc hẳn các người đều nghe nói qua rồi. Mọi người đều gật đầu, bày tỏ nghe qua. Như Hữu đạo tiếp tục nói, người của các phái tham gia lịch luyện tạo thành một đội, phiêu miếu các cũng phải phái ra người tương ứng tạo thành một đội, hai đội phải tiến hành tranh tài. Việc này giống như thánh cảnh chỉa mũi nhọn với phiêu miếu các, người của phiêu miếu các quen thuộc tình hình săn giết, thắng là đương nhiên, nhưng nếu thua cho đội lịch luyện, đủ để chứng minh phiêu miếu các không có năng lực, có một số người giống như muốn đảm đương trách nhiệm bị đá ra khỏi phiêu miếu các, mà xem như ban thường, người của đội lịch luyện có khả năng tiến vào vị trí của người bị đá ra khỏi phiêu miếu các. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nguyên ngạn trầm giọng nói, xem ra lần lịch luyện này, mục đích không đơn giản như chúng ta nghĩ. Như hữu đạo lại nói một câu ý tứ sâu xa, trước tiên để người của các phái viết thứ đó, không phải ai cũng có thể có cớ tốt như ta để tránh nặng tìm nhẹ, viết thứ khó mà có thể trở về báo có kết quả, liều mạng săn giết yêu hồ tiến vào phiêu miếu các dường như trở thành một hạng mục lựa chọn. Thứ mà mọi người viết nghiêm trọng như thế nào kỳ thực cũng không quan trọng, quan trọng là để nhược điểm trong tay thánh cảnh, xử lý vấn đề đối với thánh cảnh mà nói có thể lớn có thể nhỏ. Lần lịch luyện này có lẽ là có mưu tính trước, chương 1444, trưởng môn, kiếm của ta đâu. Hai, mọi người cũng như có điều suy nghĩ, theo như cách nói này, tình hình đã có chút rõ ràng, thâm ý trong đó không khó để nghĩ ra. Cung Lâm Sách tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Hai tay Nưu Hữu Đạo mở ra, sau đó không có sau đó nữa, chúng ta vừa mới nhận được thông báo lịch luyện săn giết yêu hồ, là Phương Phi liền đến, chính là đưa ta ra khỏi thánh cảnh, có quỷ mới biết về sau xảy ra chuyện gì. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, chuyện này quả thực có chút kỳ quặc, khiến người khác không nghĩ ra, đây rốt cuộc là tốt với nhiều Hữu Đạo, hay là không tốt với Nưu Hữu Đạo, không ai có thể biết rõ tình hình chính là như vậy điều nên nói điều không nên nói ta đều đã thẳng thắn nói rõ với tông môn ta không có quyền tham dự quyết sách chuyện phía sau nên làm như thế nào các ngươi cứ từ từ thương lượng ta không làm phiền các ngươi nữa trở về trước như hữu đạo bỏ lại một câu liền rời đi cung lâm sách lại thoáng như chờ tỉnh giấc vội kêu lên sư đệ đợi đã như hữu đạo quay đầu trưởng môn còn gì phân phó lần này ngươi đi thánh cảnh làm rất tốt cung lâm sách đi đến bên cạnh hắn nhân cơ hội mượn sai vị tránh đi ánh mắt của hắn nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho cung lâm sách nghiêm lập ban đầu vẫn chưa phản ứng kịp là ý gì cho đến khi cung lâm sách ra hiệu cho ông ta lần nữa đồng thời nghiêng đầu ra hiệu về phía sau núi nghiêm lập mới bừng tỉnh hiểu ra cứ như vậy lặng yên rời đi rời đi từ phía hậu điện bốn người nguyên ngạn phó quân nhượng doãn dĩ đức mạc linh tuyết trao đổi ánh mắt với nhau dáng vẻ biết rõ trong lòng ở từ kim động nguyên ngạn và phó quân nhượng coi như là một bọn Doãn Dĩ Đức và Mạc Linh Tuyết cũng khá là gắn bó, hai người sau coi như là khá trung lập, có những lúc bốn người che chở lẫn nhau. Có những lúc nương tựa lẫn nhau là chuyện bất đắc dĩ, vị trí thực quyền chút ở Tử Kim Động đều bị Cung Lâm Sách không chế, thân báo Xuân tỏa trấn Hoàng cung nước Yến, Nhạc Uyên tỏa trấn Cung Châu, Kiều Thiên Quang tỏa trấn Bột Châu, đều là người của Cung Lâm Sách. Trong tông môn có Cung Lâm Sách đích thân tỏa trấn, quyền hành thế tục cũng là người của Cung Lâm Sách tỏa trấn, cơ hội duy nhất mà bọn họ có thể nhắm chuẩn mà lợi dụng chính là năng lực trong tầng lớn quyết sách ngày thường trong tông môn của cung lâm sách không đủ mà cung lâm sách lúc này có thể nói là kéo nghiêu hữu đạo ở đó nói nhăng nói cuội nghiêu hữu đạo cũng không phải kẻ ăn chay vốn đã đa nghi phát giác được có gì đó không đúng nhẫn nhịn tính tình suy nghĩ dụng ý phía sau của đối phương hỏi trưởng môn ngài rốt cuộc muốn nói cái gì có chuyện gì đừng ngại nói thẳng người quan tâm chu toàn như thế khiến ta cảm thấy rất không bình thường lời nói cương trực, không chút quanh co lòng vòng, khiến Nguyên Ngạn và Phó Quân Nhượng nhìn nhau, âm tha hàm buồn cười, cung lâm sách nắm đại quyền ở trong tay, nắm quyền sự vụ trong môn trước nay vẫn luôn thành thạo, không ngờ đến bây giờ cũng có lúc không phát huy được. Cung lâm sách thở dài nói, sư đệ à, ta muốn nói là, ngươi là trưởng lão của tử Kim Động, có những lúc có một số việc cần phải đứng ở lập trường của tông môn để suy nghĩ. Nghiêu hữu đạo, trưởng môn, lời này của ngài ta nghe không hiểu, chuyện của lịch luyện, việc đinh vệ bảo viết những thứ kia ta cũng thành thật khai báo rồi, nếu như ta không đứng ở lập trường của tông môn để suy nghĩ, ta cần phải mạo hiểm kiên trì viết những chuyện vặt vãnh kia sao? Thật sự coi là ta thật sự không thể tìm ra lỗi sai của tử kim động sao? Cung lâm sách, có lòng là đúng rồi, kỳ thực có một số chuyện cũng không có gì, mọi người nghĩ thông suốt thì thôi, người cũng không cần phải nghĩ quá nhiều. Như hữu đạo hơi nhíu mày, bất chợt nói, trưởng môn, người tuyệt đối đừng nói với ta, ta mới rời khỏi vài ngày, Mao Lư biệt viện liền xảy ra chuyện. Người đã quay trở về rồi, có một số việc không thể tiếp tục che giấu, cung lâm sách chỉ có thể nói ra tình hình thực tế, quả thờ xảy ra chút chuyện, nhưng không phải chuyện lớn gì, bên phía biệt viện của ngươi và đệ tử trong môn xảy ra chút xung đột, chỉ có điều đã hóa giải rồi. Xung đột, giọng điệu nghiêu hữu đạo có chút không đúng, Mao Lư biệt viện chết người rồi. Cung lâm sách nghiêm mặt nói, người nghĩ nhiều rồi, một chút xung đột nhỏ không đến mức chết người. Không chết người, Tiếng lòng kéo căng của Ngưu Hữu dạo ngược lại hoãn lại chút, "Trưởng môn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đừng ngại nói rõ." "Thực sự không phải chuyện lớn gì, chỉ là một đệ tử và hồng nương phát sinh chút cãi vã, kết quả dẫn đến chút xung đột." Cung Lâm sách kể lại tình hình đại khái, đương nhiên, đem tính chất mâu thuẫn làm cho qua loa, tránh làm cho người nghe phát hỏa. Sau khi Ngưu Hữu đạo nghe xong cười ha hả, ngoài cười nhưng trong không cười, đây là có ý gì? Hồng nương là người như thế nào ta hiểu rõ khi lão tử ở đây bà ta vẫn không đến nỗi ăn nói ngông cuồng, lão tử đi rồi bà ta càng nên cục lại đuôi mà đối nhân xử thế mới đùng. bà ta có thể nói ra lời như thế, có chút không giống với hồng nương theo ta nhiều năm. Không chết người là được, chuyện nhỏ, dễ giải quyết. Trưởng môn, kiếm của ta đâu? Cung lâm sách kinh ngạc, kiếm gì? Vẻ mặt nghiêu hữu đạo lộ mấy phần dữ tợn thánh đảo, không cho mang đồ bên ngoài vài, bội kiếm ta giết người, lúc đó phó thác cho trưởng môn. Ta trở về rồi, đồ vật có phải nên trả cho ta rồi không, trưởng môn thanh cao, không đến mức tham ô những vật này của ta chứ. Cung lâm sách đương nhiên sẽ không ham một ít đồ kia, nhưng lời đối phương nói có chút gì không đúng, gì mà bội kiếm giết người, muốn làm cái gì. Ông ta lập tức cảnh cáo, sư đệ, ta nói rồi, sự việc đã qua rồi, người tốt nhất là đừng làm loạn, sự việc ẩm ý quá mức, môn quy tử kim động không phải là trò đùa. Nghiêu hiểu đạo, trưởng môn, lời nói này có phải nói nghiêm trọng quá mức rồi không, môn quy con mẹ nói không phải là chuyên môn dùng để chống đối ta chứ ta muốn bội kiếm của ta không đụng chạm đến những điều môn quy kia chứ nguyên ngạn và phó quân nhượng nhìn nhau đầy thâm ý dường như đang nói cái tên hung hăng cản quấy kia quả thực là trở về rồi chính là mùi vị này khóe miệng cung lâm sách kéo căng ra đồ của ngươi không ở chỗ ta ta vừa trở về liền cho người giao cho mao lư biệt viện bảo quản cáo từ nghiêu hữu đạo hướng mọi người chắp tay không nói hai lời quay đầu liền đi cung lâm sách vẻ mặt lạnh lẽo đưa mắt nhìn theo hắn rời đi chợt trầm giọng nói triệu tập nhân thủ đề phòng phòng ngừa mao lư biệt viện có biến cũng đi sang phía bên đó canh chừng cố gắng đừng để hắn gây ra chuyện dứt lời cũng rời đi mấy người nhìn nhau đi theo mao lư biệt viện viên cương trở về rồi vừa bị bắt đi giam trong sơn động không bao lâu lại đưa trở về là nghiêm lập đích thân đi sơn động đưa người ra lại đích thân đưa người đến mao lư biệt viện được biết viên cương quay lại rồi đám quản phương nghi dường như là chạy ra nghênh đón, thấy quả thật là quay trở lại rồi. Ngoài mừng rõ, quan phương nghi không hỏi nhiều thêm chút, nghiêm trưởng lão, người trở về rồi sẽ không đưa đi nữa chứ. Nghiêm lập ha ha cười nói, một chút hiểu lầm kích động, cần gì phải ẩm ý không dứt Trước đây không phải mạc trưởng lão đã nói với các người rồi sao, chỉ có chuyện như vậy, kỳ thực chính là muốn ở trước mặt các đệ tử đem hắn giam giữ, tiện cho các đệ tử một lời ăn nói. Lướt qua đã xong rồi, sự việc lại liên lụy đến đệ tử của ta, về tình về lý ta cũng phải ra mặt hóa giải việc này, là ta đích thân tìm trưởng môn bọn họ cầu tình cho viên cương, tông môn mới đồng ý thả hắn ta ra. Không nương A, à, người ta đã đích thân đưa về, để từ đó của ta có chỗ nào không đúng, coi như là ta thay hắn ta mà nói xin lỗi với ngươi, sự việc đã qua thì cho qua, ngươi cũng không cần phải để tâm. Sau này mọi người còn ở đây chung sống với nhau, không cần phải ẩm ý đến không xong, ngươi nói xem đúng không. Trường 1445, quả nhiên là một hảo hán quản phương nghi vội cúi người nói nghiêm trưởng lão nói có lý hồng nương nhớ kỹ nghiêm lập cười gật đầu ừ đúng rồi viên cương trở lại rồi thì ở trong biệt viện dưỡng thương cho thật tốt tạm thời đừng ra ngoài đi lại tránh để cho những đệ tử khác của tử kim động nhìn thấy việc này là ta lén lút xử lý lúc giải quyết sự việc nâng lên cao thật cao kết quả lại nhẹ nhàng buông xuống để các đệ tử nhìn thấy đều biết không thích hợp hiểu ý của ta chứ quản phương nghi vội nói vâng ý của nghiêm trưởng lão ta hiểu Nghiêm trưởng lão yên tâm, tạm thời không để hắn ta lộ diện. Vâng, sự việc qua đi rồi, thì cứ như vậy đi, ta còn có việc, đi trước. Nghiêm lập nói xong cười tít mắt rời đi, chỏ có điều sau khi quay người nụ cười kia có vài phần trở nên cứng nhắc, sự việc tuy là đang hết sức hóa giải, nhưng trong lòng vẫn lơ lửng như cũ, thật sự là người nào đó làm cho người khác rất không yên lòng. Nghiêm trưởng lão đi thong thả, đám người quản phương nghi cùng kêu lên cung kính, đưa mắt nhìn bóng hình rời đi đám người quản phương nghi vẫn khá là xúc động, phát hiện vị nghiêm trưởng lão này làm người vẫn rất được. Bất kể nói như thế nào, viên cương cuối cùng coi như là trở về bình an, đám người đoạn hổ rất là vui mừng, vây quanh viên cương đi vào. Khi cùng viên cương sóng vai đi vào trong, quản phương nghi lo lắng hỏi một câu, hầu tử, bọn họ không làm khó gì ngươi chứ. Viên cương lắc đầu, không có gì, quả thật là không có gì, những không nhẹ nhàng như hắn ta nói, để từ từ kim động trông coi hắn ta không lễ độ với hắn ta, dám ở tử kim động động thủ đả thương người, có thể lễ độ với hắn ta mới là lạ, không lời nói nào dễ nghe, còn xô đẩy hắn ta mấy cái. Sau khi trở về tới viện của mình, viên cương chợt dừng bước, mặt không biểu tình nói, đạo ra để ngươi chủ trì sự vụ ở đây là đúng. Hắn ta nhận ra bản thân kích động, thiếu chút nữa dẫn đến hậu quả mang tính hủy diệt cho người của Mao Lư Biệt Việt, bản thân không tỉnh táo như Quản Phương Nghi. Tuy là nói như vậy, nhưng nếu như được lựa chọn lần nữa, hắn ta vẫn sẽ làm giống như trước đây, giống như lời nói trước đây, người cũng đã đánh đến cửa rồi. Lời nói này có ý là, bởi vì có quản phương nghi khống chế cục diện, mới không gây thành hậu quả không thể thu dọn. Quản phương nghi sững sờ, lần đầu tiên nghe thấy tên này nói lời thừa nhận với mình. Nghiêm lập trở về nhìn thấy phía trước có một đám người đến, nhanh chóng lách mình đến ẩn nấp bên trong khe núi. như hữu đạo một thân áo đỏ lăng không bay vút đến, sau lưng đám người cung lâm sách đều ở đó. Đợi đám người lướt qua, hắn ta lại xuất hiện đi theo qua đó xem kết cục cửa mao lư biệt viện một đám người đáp xuống thủ vệ ở cửa nhìn thấy nghiêu hữu đạo xuất hiện cũng ngây ngẩn cả người khó có thể tin tưởng rằng bản thân nhìn nhầm nghiêu hữu đạo lặng lẽ đánh giá xung quanh mao lư biệt viện một chút có một số nơi còn có thể nhìn thấy vết tích đấu đá sau khi kiếm khí tung hoành ánh mắt quét trở về cửa chính mao lư biệt viện đột nhiên lớn tiếng gầm thét chuyện gì xảy ra ngoại trừ hai người thủ vệ những người khác đều chết sạch sao lời nói này đám người cung lâm sách không còn lời gì để nói, rõ ràng đều có thể nghe ra được trong lời nói của tên này khó kiềm chế được hỏa khí. Một tiếng gầm này, ảnh hưởng rất lớn, mau lư biệt viện có người ngó đầu nhìn động tĩnh ở bên ngoài, thủ vệ ở cửa có một người nhanh chóng chạy vào trong biệt viện thông báo. Nghiêu hữu đạo không vội quay về, liền đứng ở ngoài cửa đợi. Đạo ra quay trở lại rồi, trong biệt viện từng trận kinh hô vang lên, một trận tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, có không ít người chạy ra, còn có không ít người bay vút ra. Rất nhanh, một đống người xuất hiện trong Mao Lư biệt viện, đám người quản Phương Nhi và Viên Cương cũng lần lượt xuất hiện. Thấy nghiêu Hữu Đạo, mọi người cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, uất ước, ước và bất an ẩn giấu trong lòng khi sự việc xảy ra trước đó nháy mắt không còn sót lại chút nào, tinh khí thần của mọi người nháy mắt trở lại rồi, bởi vì người đáng tin cậy của mọi người trở về rồi. Tất cả những việc đã qua chứng minh, chỉ cần có vị này ở đây, tất cả đều không là gì, trời sập không xuống. Quản Phương nghi sừng sốt một chút vung vẩy váy, nhanh chân bước xuống thềm đi qua, mừng rỡ không thôi, đạo ra, ngài sao lại quay về rồi. Nghiêu hữu đạo lạnh lùng nói, làm sao, ước gì ta chết ở thánh cảnh hay sao, ta quay về rồi khiến các ngươi thất vọng hay sao. Quản phương nghi ở trước mặt mọi người lường một cái, lời nói này của ngươi, sao ngươi lại ăn mặc thành như thế, ta còn tưởng là. Không để cho bà ta nói xong, nghiêu hữu đạo nhấc tay đẩy bả vai bà ta một cái, trực tiếp vứt bà ta sang một bên, chỉ về phía viên cương, đó là ai băng bó giống như cái bánh trưng, mau lư biệt viện cậu ta có người như vậy hay sao? Mọi người đều câm nín, cũng nhìn về phía viên cương, khoa trương đến vậy sao? Trên người tuy là băng bó có chút khoa trương, nhưng trên mặt không có băng bó, đến nỗi ngay cả viên cương cũng không nhận ra sao. Đám người phía sau cung lâm sách, nghiêm lập vô ý thức rụt người về phía sau, dường như không muốn để đám người quản phương nghi nhìn thấy. Mà cách đó không xa, đệ tử tử kim động nhận được tin triệu tập khẩn cấp, cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện tiếp cận gần đến phía bên này, để phòng xuất hiện bất chắc. Nếu như Ngưu Hữu Đạo quay trở về rồi, nếu như thật sự muốn truyền lệnh người của Mao Lư Biệt Viện gây chuyện, vậy thì từ Kim Động không còn lựa chọn nào khác, không lo được quá nhiều hậu quả, chỉ có thể chấn áp. Mục đích triệu tập nhiều người xuất hiện như vậy, cũng có thể nói là đang chấn nhiếp Ngưu Hữu Đạo, muốn để Ngưu Hữu Đạo cân nhắc chút hậu quả. Nói người đấy, cút qua đây, Ngưu Hữu Đạo chỉ viên cương ngoác ngoác ngón tay, viên cương hiếm thấy trên mặt xuất hiện nụ cười, nhìn thấy nghiêu hữu đạo bình an trở về rồi trong lòng hắn ta rất vui mừng cũng an tâm rồi không có nhiều lời bước xuống thềm to còn bước đi vững vàng đi qua đi đến trước mặt nghiêu hữu đạo bình tĩnh nói đạo gia ô ta tưởng là ai thì ra là hầu tử ngươi à băng thành như vậy đẹp lắm hay sao nghiêu hữu đạo nhấc tay chỉ ngực của viên cương đột nhiên đơn chỉ hóa trưởng trực tiếp ấn đập vào lồng ngực viên cương ầm ừ, một tiếng nổ vang không lớn vải trắng đang quấn trên người viên cương bỗng nhiên nổ tung bay tán loạn, phân tán theo kình phong, giống như từng con bướm trắng tung bay. Đồ băng bó vết thương chợt xé đi, tất cả vết thương lộ ra giống như đồng thời vạch ra vết máu, nhất thời giống như vừa chịu một vết thương mới, đồng thời dướm ra máu tươi. Đột nhiên bị đau, mặt viên cương vô ý thức căng cứng, có thể tiếp tục chịu, cũng không đến nỗi không cảm thấy đau. Đừng nói hắn ta, tình hình này này cả những người xung quanh cũng cảm thấy đau. Cái gì gọi là vết thương chồng chất, trên người viên cương trước mắt chính là cái gọi là vết thương trồng chất từng đường vết thương máu chảy trồng chất kia khiến cho người khác thấy mà đau lòng cung lâm sách cũng không nhịn được mà nhíu mày ông ta biết quá trình sự việc phát sinh nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy tình trạng vết thương của viên cương nghiêu hữu đạo nhếch một bên lông mày chậm rãi bước vòng quanh viên cương dường như đang thưởng thức vết thương trên người viên cương viên cương đứng ở đó không nhúc nhích mặc cho vết thương chảy máu lượn quanh đến trước mặt hắn ta Nghiêu Hữu Đạo hỏi, xem vết thương đều là kiếm khí làm thương. Vâng, Viên Cương đứng thẳng tắp trả lời câu nói đó. Nghiêu Hữu Đạo, treo bao nhiêu đường đổ máu? Viên Cương, gần trăm đường. Nghiêu Hữu Đạo, đủ thêu hoa rồi. Ai có bản lĩnh như thế, cho ngươi nhiều ký hiệu hoa văn như thế. Tình hình cung lâm sách kể với hắn không sai, nhưng mà có chút qua loa, không nói rõ cụ thể. Viên cương hơi trầm mặc, nhiều hữu đạo lập tức chỉ về phía đoạn hổ, ngoắc ngoắc ta, người qua đây nói, là ai làm chương 1446, ta nói rồi, để ta xử lý. Đoạn hổ lập tức đi qua, trả lời, mười mấy tên đệ tử tử kim động vây quanh tấn công viên gia, làm viên gia bị thương thành như vậy. Nghiêu hữu đạo nhìn nhìn xung quanh, ta thấy các người đều rất tốt, làm sao chỉ một mình hắn ta bị thương thành như vậy, các người làm ăn gì vậy? Đều đứng một bên xem náo nhiệt hay sao? Náo nhiệt xem hay không? Một đám người mau lư biệt viện đều trầm mặc im lặng, đám người đoạn hổ theo bản năng nhìn về phía quản phương nghi, không tiện ở trước mặt mọi người chỉ trích quản phương nghi ngăn cản bọn họ. Quản phương nghi hơi cúi đầu im lặng, như Hữu Đạo lại nhấc tay, một ngón tay đấm ở trên vết thương bị hở chảy máu đầm đìa trên ngực Viên Cương, không chỉ đâm một chút, mà là đâm liền mấy cái, ngón tay xuyên vào trong vết thương trên người hắn ta, hỏi, đau hay không? Cơ bắp trên gò má Viên Cương co rút, nói không đau là giả, cứ như vậy chọc mạnh vào trong vết thương, có thể không đau hay sao? Nhưng hắn cứng rắn chịu đựng không lên tiếng, quả nhiên là hảo hán a. À. Nghiêu hữu đạo ngoài cười nhưng trong không cờ một mặt châm chọc vỗ vết thương đẫm máu trên người của viên cương, không tệ, không tệ, nhiều người như vậy cũng không giết chết người, người có bản lĩnh có, có khả năng rồi. Cũng đúng, hầu tử ngươi là ngươi như thế nào, là hảo hán đỉnh thiên lập địa, thà gãy không cong, nghiêu hữu đạp ta một kẻ tục chỉ có phần xấu hổ xấu hổ bội phục, đúng hay không? Dù ra mặt viên cương có giày cũng xấu hổ khi nghe mấy lời khích lệ này, tìm cách giải thích đạo ra. Nghiêu hữu đạo khoát tay ngăn hắn ta lại hắn quay người, đưa bàn tay đầy máu cho bọn cung lâm sách nhìn, đây là máu của huynh đệ của ta. Tay kia hắn giật một miếng vải trắng từ trên người viên cương xuống, lau máu trên tay, hờ hững hỏi, chính hắn ta không thức thời, đáng đời, máu này có trải phí không? Hắn ném miếng vải ra, lách mình cho mấy người kia nhìn thấy viên cương. Chỉ vào viên cương, hỏi trưởng môn, toàn thân bị thương thế này, xem có được không? Ta ở tiền tuyến bán mạng vì tử kim động, các người ở sau lưng đâm đao vào lưng ta trưởng môn, đây là kết quả sau một đêm người nói chuyện với ta ở thánh đảo sao. Cung lâm sách không nghĩ tới chuyện này, cũng không muốn làm kẻ nuốt lời, nhưng chuyện đã xảy ra, còn có thể làm thế nào. Ông hít sâu một hơi, trầm giọng nói, sư đệ, không có gì thì tốt rồi, chuyện qua rồi. Qua rồi, đột nhiên như hữu đạo chợt phất tay chỉ một đám đệ tử từ kim động đông đảo đang tới gần, chất vấn trước mặt mọi người, cái này có giống như qua rồi sao? So nhiều người, muốn uy hiếp ta hay dọa ta à? Lão tử đứng đây này, xem ai có gan thử động vào đầu ngón tay lão tử xem. Hắn nói cực kỳ không khách khí, thậm chí còn khó nghe, không nể mặt tử kim động tí nào. Trong bụng hắn đang nghẹn một đống lửa giận, thấy viên cương bị thương thành ra thế này, hắn đã rất cố gắng tự kiềm chế rồi. Cung lâm sách bị nói mất mặt, không nhịn được, giọng nói hơi đanh lại, như sư đệ, ngươi là trưởng lão tử kim động, chú ý lời nói của mình. Trưởng môn, ta còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói cho ta biết đã, biết rõ rồi mới chú ý được lời nói của mình chứ cung lâm sách cũng không thể nói ngươi không cần phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra nên im lặng như hữu đạo quay người trầm giọng hét lên với đám người trong mau lưu biệt viện không có lệnh của ta ai còn dám xông vào đập cửa bất kể là ai giết dứt lời hắn đi tới giữa quản phương nghi và viên cương hắn đi tới đâu đám người chặn cửa vội vàng tránh ra một con đường để cho hắn vào trong mau lưu biệt viện Quản Phương Nhi và Viên Phương cùng mấy người nữa cũng xoay người đi vào theo. Còn lại những người khác, một phần lùi vào Mao lưu biệt viện phòng thủ, một phần phong tỏa cửa lớn. Có thể nói người của tử kim động đã bị cấm cửa ở ngoài. Sắc mặt cung lâm sách thực khó coi, sao nghiêu hiểu đạo không kiêng nể gì như vậy, quả thực là không nể mặt trưởng môn là ông tí nào, chính ông cũng bị cấm ngoài cửa, bao nhiêu người nhìn vào như thế, trong lòng ông cũng bừng lên lửa giận nhưng ông không phải viên cương không thể làm ra cái chuyện xúc động như viên cương sau lưng nhiều hữu đạo có không ít chuyện liên lụy khỏi cần phải nói chỉ cần dựa vào sư phụ trung quốc tử kia ông cũng phải thu liếm lại một chút không thể xông vào rồi nhưng nếu không phản ứng gì ông cũng sượng mặt đường đường là trưởng môn tử kim động trong nội bộ tông môn lại bị người ta cưỡng chế cấm cửa bảo ông làm sao chịu nổi đương nhiên ông cũng phải tìm bậc thang cho mình bèn quay sang hạ lệnh cho thủ hạ nhìn chằm chằm cho ta nếu người trong Mao Lư biệt viện dám vọng động, diệt. Vâng, đám người cùng hô lên vâng lệnh, vị trưởng lão phụ trách phòng ngự nội bộ tông môn nhanh chóng tránh ra điều phối bố trí đệ tử của mình. Rất nhanh, Mao Lư biệt viện lại bị vây lại, quay về viện của mình, Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm Viên Cương hỏi, bị thương có nặng không? Viên Cương đáp, không tổn thương đến những nơi yếu hại, không sao. Coi như mạng ngươi lớn, nói nữa ngươi lại bảo nói nhiều, xem toàn thân đầy máu thế kia có được không? Như hữu đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bọn đoạn hổ lập tức đem băng vải tới băng bó cho viên cương. Cho người chú ý tình huống bên ngoài, biết người của tử kim động đã bao vây mau lư biệt viện. Như hữu đạo quay sang hỏi quản phương nhi, cung lâm sách đã kể đại khái câu chuyện rồi, nhưng không minh bạch. Không thể tin lời nói một bên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi nói rõ ràng cho ta, chuyện này rất bất ngờ. Quản phương nghi kể lại kỹ càng chuyện đã xảy ra, Ngưu hữu đạo nghe xong, hai mắt hơi híp lại, hầu tử bị bắt. Vừa thả ra sao, trước đó ta còn thấy là đột nhiên nghiêm lập lại hảo tâm như vậy. Giờ mới hiểu, là đạo gia ngài trở về, ta đoán nếu không phải ngài trở về, hầu tử sẽ không được thả ra nhanh như vậy đâu. Chuyện này không quan trọng, như hữu đạo lại hỏi, quản thanh nhai kia còn tắt ngươi một cái sao? Đoạn hổ bên cạnh còn bồi thêm một câu, ra tay không nhẹ đâu, đánh cho mặt hồng nương đỏ sưng lên, chảy cả máu. Viên gia không nhìn được mới ra mặt, gã lại kể lại mọi chuyện từ góc độ của mình. Quản phương nghi chỉ muốn lấp liếm cho qua, không ngờ đoạn hổ lại nói rõ, hơi lúng túng nói, đột nhiên y rết ai, ta cũng không ngờ y lại ra tay, không có phòng bị, bị thất thế. Cũng chỉ có một cái thôi, không có việc gì. Nghiêu Hữu đạo tới gần, đưa tay bóc cầm bà ta, quay trái quay phải nhìn nhìn. Ngài làm gì thế, quản phương nghi ghét bỏ đẩy tay hắn ra, hơi giận. Nghiêu Hữu đạo vẫn cứng rắn nắm chặt không buông, chăm chú nhìn bà ta, nhìn không ra xem ra hoàn toàn chính xác là không sao nhưng hồng nương sao ngươi cứ bị người ta đánh vào mặt thế ta nhớ ở vạn thú môn đã bị đánh một lần rồi bị người ta đánh không có gì lạ người trong giang hồ nào có ai chưa từng bị chém ta cũng đã từng bị đánh đấy nhưng ít nhất ta là kẻ có được giãn được ngươi thì sao ta chỉ thấy lạ là sao cứ mỗi khi bị người ta đánh ngươi đều không làm gì dù là sau đó cũng không oán hận chút nào cứ như mình đáng bị đánh lắm vậy có cần phải thế không? Khuôn mặt của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân rất dễ nhìn, lại bị người ta đánh tới đánh lui. Dứt lời, hắn buông lỏng tay, không hiểu sao, đột nhiên hốc mắt quản phương nghi đỏ lên. Bà ta cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn trời, không cho nước mắt chảy ra. Thực ra, bà ta không chỉ bị tát hai lần mà nghiêu hữu đạo biết này. Ở Tề Kinh cũng từng bị, cũng chẳng có cách nào, khi ấy tiếng lành của bà ta đồn xa quá mà, quá nhiều nam nhân muốn âu yếm, Nữ nhân nhà nào không quản được nam nhân nhà mình đều đổ hết cơn giận lên đầu bà ta. Dám tìm tới bà ta tính sổ, đương nhiên là nữ nhân có vốn liếng không phải dạng vừa đâu, nên khó tránh khỏi phải chịu chút tội. Nghiêu hữu đạo chăm chú nhìn bà ta, mấy người viên cương cũng nhìn, trong chớp mắt, dường như mọi người đều có thể cảm nhận được tâm tình của Hồng Nương. chương 1447, ai là gian tế một Muốn khóc sao, Nghiêu hữu đạo chợt hỏi khóc có ích gì không? Quản phương nghi nhấc tay áo trà trà hai mắt, đột nhiên hơi nổi điên lên hỏi lại ta có thể làm sao liều mạng với họ xạo ta liều rồi người của mao lư biệt viện cũng liều rồi chịu chết sao ta thừa nhận ta vô dụng ta thừa nhận ta không có được bản lãnh lớn như đạo gia ngài được chưa như hữu đạo biết nữ nhân bị bắt nạt tuổi thân không nói tới bà ta nữa mà quay sang nhắc nhở viên cương hầu tử việc này ngươi phải cảm tạ hồng nương nếu không phải bà ta ổn định cục diện sợ là cái mạng của ngươi đã mất rồi viên cương còn chưa lên tiếng Quản Phương Nghi đã quật cường nói, không cần. Hắn ta ra mặt cho ta, là bị ta liên lụy. Viên cương chậm rãi cúi đầu, kéo băng vải trong tay ngô tam lưỡng, chậm rãi quấn chặt quanh hông mình. Như Hữu đạo cũng đổi chủ đề, cung lâm sách nói là ngươi vô lễ trước. Quản Phương Nghi đáp, khi chuyện mới xảy ra, hiện trường bên chúng ta chỉ có mình ta. Quản Thanh Nhai nhất định sẽ đổ cho ta vô lễ trước đấy, còn có hai nhân chứng giúp y cắn ta nữa. Ta giải thích thế nào cũng vô dụng, bọn họ đã muốn cắn ta như vậy, Ta lại không có nhân chứng, ngoài nói rằng ta không có, ta còn có thể nói gì? Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Nưu Hữu Đạo nói, kích động cái gì? Không ai nói không tin ngươi, ta muốn hiểu rõ ràng tình hình, ngươi thử đoán xem, đột nhiên quản thanh nhai kia lại dồ lên như thế, tên đó làm gì có lá gan lớn như vậy? Ngươi cảm thấy chuyện này là y tự bày ra, hay có người xui khiến sau lưng? Cái này, quản Phương nghi hơi trần trừ, cảm xúc cũng dần ổn định lại, trầm ngâm đáp, không giống như có ai xui khiến đâu giống tranh giành tình nhân đổ cơn tức lên đầu ta hơn. Sau khi người đi, quản thanh nhai đã tới mau lư biệt viện tìm Văn mặc Nhi, vậy nên ta mới biết thì ra quản thanh nhai này cũng là người theo đuổi Văn mặc Nhi. Trước đó khi ta gặp cùng với cự an, rõ ràng y có bất mãn với quan hệ của cự an và Văn mặc Nhi, muốn châm ngòi ly gián. Bà ta suy đoán, như hiểu đạo gật đầu, thì ra là vậy, hẳn là ngươi đoán đúng, ta còn thấy lạ, nghiêm lập có muốn báo thù cũng sẽ không vội vàng như thế, không hợp lý náo loạn nửa ngày hóa ra là nữ nhân tranh giành tình nhân được rồi ta hiểu rồi để ta xử lý quản phương nghi can được rồi tình huống trước mắt tử kim động vây chúng ta nghiêu hữu đạo ngắt lời bà ta ta nói rồi để ta xử lý mọi người đều nhìn về phía hắn quản phương nghi lo lắng hỏi người muốn thế nào nghe nói ngọc thương đang ở tử kim động chắc vậy có nghe văn mặc nhi nói thế văn mặc nhi ở đâu chắc đang ở trong phòng mình gần đây nó vẫn cứ tự nhốt mình trong phòng ngài đi rồi không chịu ra ngoài tâm trạng không tốt đoán chừng không nguyện ý gả cho cửa an không nguyện ý đến lượt nàng sao hai bên làm người đây là chỗ cho nàng bắt cá hai tay sao nữ nhân không thể trần trừ nếu không là tự tìm thêm tội đấy để ta xử lý phiền não của nàng nói cho nàng bảo nàng đi tìm ngọc thương mời ngọc thương tới một chuyến nói chuyện với ta dứt lời hắn quay người về phòng đổi cái áo ra một cái liền thay đổi tìm quần áo cho Tết hay, cứ làm lão tử bực mình. Không bao lâu sau, Văn Mặc Nhi rời mau lư biệt viện. Thấy tình cảnh bên ngoài, nàng đi tới hàng cây nơi cung lâm sách đang chắp tay ngồi chờ động tính, bẩm báo trưởng môn, như trưởng lão bảo ta mời Ngọc Thương tiên sinh tới một chuyến. Cung lâm sách quay đầu lại cau mày hỏi, hắn tìm Ngọc Thương làm gì? Văn Mặc Nhi lắc đầu, không biết, ngài ấy không nói. Cung lâm sách ngẫm nghĩ một lát, không cho rằng Ngọc Thương lại dám to gan phối hợp với như hữu đạo làm loạn giờ cũng không nên cấm hắn gặp người khác, chuyện còn chưa đến mức vạch mặt, bèn nghiêng đầu ra hiệu đi. Một lúc sau, Ngọc Thương nhận được tin vội vàng chạy đến. Biết Nghiêu Hữu Đạo trở về, ông ta cũng muốn gặp hắn tìm hiểu tình hình thánh cảnh một chút, nhưng khi ấy bị cung lâm sách ngăn cản. Đang ở trong địa bàn của người ta, ông ta cũng không có cách nào. Đến đây rồi, thấy một đám đệ tử tử kim động bao vây mau lư biệt Việt, ông ta giật mình, vội tới trước mặt cung lâm sách hỏi, cung huynh, đây là thế nào? ông ta còn không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây việc xấu trong nhà không cho người ngoài biết có lẽ không gạt được nhưng cung lâm sách vẫn không định nhiều lời với người ngoài cười cười đáp không sao đệ tử bên dưới không hiểu chuyện hiểu lầm chút thôi như trưởng lão tìm ngươi ông đưa tay mời ngọc thương nhìn ông lại nhìn tư thế như nghinh địch của người nhà mao lư biệt viện chặn cửa và đệ tử tử kim động hơi kinh ngạc sao cảm giác như mời người vào nhà đóng cửa thả chó thế nào ngẫm lại ông ta nghĩ bụng chắc mình nghĩ quá nhiều rồi dù là từ kim động hay như hữu đạo đều không đến mức mạo muội làm loạn với mình nước tần cũng không phải chỉ để bày cho đẹp ngọc thương cười gượng hai tiếng chắp tay đi tới người chặn cửa đã được thông báo thả cho ngọc thương đi vào sau đó có người đưa ông ta tới viện tử của nhưu hữu đạo nhưng không thấy ngư hữu đạo tới đón mà lại có người tới mời ông ta tới đình tiếp khách ngồi không bình thường ông ta liền hỏi ngư hữu đạo đâu quản phương nhi cười đáp đạo ra mới từ thánh cảnh trở về vẫn chưa chỉnh đốn tư trang, còn đang tắm, sẽ ran gai thôi, Ngọc Thương tiên sinh chờ một chút. Ngọc Thương xì một tiếng, cái giá cũng không nhỏ đâu. Ông ta lắc đầu không nói gì nữa, vào trong đình ngồi xuống. Chờ một lúc, có tiếng Như hữu đạo từ trong phòng gọi vọng ra, Hồng Nương, vào đây một lát. Quản phương nghi ái ái không người với Ngọc Thương. Ngọc Thương đưa tay ra hiệu cứ tự nhiên, tới trước phòng Như hữu đạo, quản phương nghi đẩy cửa đi vào. Như hữu đạo đã tắm gội xong tóc tai bù xù ngồi trước bài trải tóc. Quản Phương Nhi biết vị này đã quen được người khác hầu hạ rồi, xem mình như nha hoàn mà sai xử, gọi mình tới trải đầu cho hắn. Trước khi tới thánh cảnh, vẫn là Thương Thục Thanh không oán không hối làm chuyện này, giờ Thương Thục Thanh không ở đây, bà ta cũng chỉ đành vào đại lao thôi, không nhịn được oán trách một câu, để Văn Mặc Nhi tới trải tóc cho ngài đi, người ta trẻ tuổi lại xinh đẹp. Nhưng hai tay không ngừng trải vuốt, Ngưu Hữu Đạo không nhận ra, sau đó phát hiện bà ta trải hơi nhanh, bèn nhắc nhở không vội. Ngọc Thương tới rồi, đang chờ bên ngoài đấy. Hừ, để cho ông ta chờ. Nghe giọng hắn có vẻ không vui, có vẻ như cố ý muốn để khách chờ, quản phương nghi phối hợp chậm lại. Hắn đã không vội, bà ta cũng có chuyện muốn hỏi. Bà ta rất tò mò chuyện có liên quan tới thánh cảnh, trước đó vẫn không có lúc nào hỏi được, giờ vừa vặn. Còn về vấn đề với tử kim động, bà ta chẳng lo lắng chút nào. Chỉ cần vị này về, bà ta liền ổn định tâm thần không hoảng hốt. Nghiêu hữu đạo không giấu bà ta tình hình ở thánh cảnh, biết tới đâu, nói tới đó. Buộc xong tóc, Ngưu Hữu Đạo đứng dậy, đi tới trước giá kiếm trong phòng, cầm chắc kiếm trong tay, rút ra một đoạn, bốn chữ Bích Huyết Đan Tâm vẫn còn đó. Đúng là kiếm của hắn. Soạt, bảo kiểm trở vào đao, vỏ kiếm rơi xuống đất, hắn cầm chuôi kiếm chống kiếm như quải trượng đi ra. Cơ Nơ Phương Nhi đi theo đằng sau mỉm cười, đạo gia lúc trước sao cứ thấy không đúng, đạo gia trước mặt đây mới đúng là đạo gia, một tay cầm kiếm, có vài phần tùy ý. Ngọc Thương trong đình thấy Nghiêu Hữu Đạo không nhanh không chậm đi ra, chờ người tới mới hỏi móc tắm sạch chưa. Nghiêu Hữu Đạo ngồi đối diện ông ta, đáp lại, Ngọc Thương tiên sinh muốn nhắc đến thánh cảnh sao. Bị hắn chẹn họng, Ngọc Thương không trả lời được, vội khoát tay, không có chuyện gì, đừng nói mò. Ông tay quay đầu nhìn quanh, rồi thấp giọng hỏi, lão đệ, tình hình thế nào? Sao ngươi lại quay lại? Bọn thầm nhất độ đã về chưa? Ngọc Thương tiên sinh từ thánh đảo về, không quay về hiểu nguyệt các, lại tới đây, là vì biết ta muốn về nên cố ý ở đây đợi ta sao? chương 1448, ai là gian tế khai? Nghe ra ý trào phúng, Ngọc Thương biết đối phương đã dự đoán được ý đồ của mình, có hơi xấu hổ, chỉ đành cười khổ nói, chuyện thiên hạ, thân tại trong đó, không thể xử lý theo cảm tính. Giao tình là giao tình, làm việc vẫn là làm việc, chuyện nào ra chuyện ấy. Ta hiểu lòng dạ của đệ, lão đệ đã về, thôi không nói nữa, ta sẽ lập tức rời từ kim động, được chưa? ngươi xem đó mà làm ta thì không vấn đề nếu ngọc thương tiên sinh muốn chơi lúc nào ta cũng có thể phụng bồi ta cũng kéo ra được mấy trăm ngàn thủ hạ nước tần đừng chê ít là được ngọc thương vỗ vỗ bàn nhè nhẹ ngữ trọng tâm trường nói lão đệ ngươi không biết như thế có nghĩa là gì sao không nhắc tới nữa có được không nói chuyện ở thánh cảnh đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không vội mượn ngươi ít đồ đã ngọc thương hồ nghi mượn đồ đồ gì cho ta mấy viên khổ thần đan khổ thần đan, Ngọc Thương ngạc nhiên, ngươi muốn vật đó làm gì? Ba hạt thôi, một câu, có cho không? Lão đệ, không phải là không cho, mà là thứ này khó dùng. Ngươi cũng biết đại khái đó, thứ này không có giải dược tận gốc, ột khi dùng sẽ phải dựa vào giải dược cả đời. Cho ngươi, chẳng phải ta còn phải cung cấp thuốc giải dài hạn cho ngươi sao? Ngươi không sợ ta đột nhiên dừng giải dược không cho ngươi nữa à? Ta không cần giải dược, ta chỉ cần độc dược. Ngọc Thương chố mắt, hỏi do người muốn ra tay với người nào thế độc dược nơi nào cũng có có cần nhất định phải dùng khổ thần đan không ta nói này người cũng không thể làm loạn đến lúc triệu chứng phát tác người ta xem một cái chẳng phải hiểu nguyệt khác của ta không tránh khỏi quan hệ sao còn muốn biết chuyện ở thánh cảnh không còn muốn biết thẩm nhất độ đã làm gì ở thánh cảnh không con mẹ nó chứ thẩm nhất độ đã làm gì ở thánh cảnh ngọc thương chừng hai mắt muốn chửi toáng lên vậy mà hắn dám lấy chuyện này ra làm điều kiện trao đổi Ông ta cắn răng nói, lão đệ, ngươi làm vậy không tử tế rồi. Trước khi đi ta đã cho ngươi hai ngàn vạn đó, ý ngươi là ta đang nợ ngươi chút tiền hả? Nếu ta thêm một ngàn vạn, đoán chừng ngươi cũng sẽ đưa. Ngọc Thương Tiên Sinh, ngươi chạy tới hủy đài của ta, rốt cuộc là ai không phúc hậu đây? Dừng lại, Ngọc Thương lập tức ngăn hắn lại, xoay người với gọi đệ tử độc cô tính. Độc cô tính tìm một chút, lấy ra ba viên thuốc đặt lên bàn rồi lùi lại. Như hữu đạo cầm thuốc lên tra xét thật hay giả đây, ta chưa từng thấy đâu, nếu ngươi nghi ngờ là giả, ta có thể cho ngươi thử miễn phí một hạt. Lão đệ, đừng trách ta không nói trước, thứ này đừng có dùng linh tinh. Nếu xảy ra chuyện phiền toái lớn gì, hiểu nguyệt các ta sẽ không gánh nỗi oan ức này đâu, đừng trách ra khai ngươi ra. như hiểu đạo cất khổ thần đan vào trong tay áo, giải đáp nghi vấn, thật ra thẩm nhất độ cũng chỉ bị ép buộc thôi, có một số việc không làm không được. Ngươi thông cảm một chút, Ngọc Thương nghe vậy hãi hùng khiếp phía, căng thẳng hỏi y đã làm gì ở thánh cảnh. Cũng không có gì, vào thánh cảnh, phiền phức lại tìm tới, đinh vệ phát giấy bút cho chúng ta. Nghiêu hữu đạo không giấu gì, kể hết chuyện đã xảy ra. Hắn không muốn rông dài, cũng biết đối phương muốn hỏi gì, cũng kể luôn cả chuyện La Phương phỉ tự đưa mình ra một cách khó hiểu ra. Ngọc Thương trao mày, thực sự Nghiêu hữu đạo cũng không muốn rông dài với ông ta, đứng dậy tiến khách chuyện cứ quyết như vậy đi. Ta còn có việc cần làm, không giữ ngươi lại nữa. Nghe vậy, Ngọc Thương lấy lại tinh thần, đứng dậy hỏi, bên ngoài đang rằng co kia là xảy ra chuyện gì thế? Cũng không có việc gì ghê gớm, có người thấy ta không ở đây đã đánh người của ta bị thương. Ta không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Chuyện không liên quan đến ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không muốn bị cuốn vào, né đi. Hắn phất tay ra hiệu tiến khách, Ngọc Thương vốn muốn ở lại xem thế nào, nhưng chủ nhân đã đuổi, ông ta chỉ có thể rời đi. Rời khỏi Mao Lư biệt viện, ông ta cũng lân la muốn xem kết quả cung lâm sách cũng không muốn giữ, cũng tiến khách. Ngọc Thương chỉ đành ôm một bụng đầy tò mò rời khỏi nơi thị phi này. Trong biệt viện, Nghiêu Hiếu Đạo lại gọi viên cương tới, nhắc nhở tình hình xảy ra thế này, ta không thể xử lý tất cả những người vây công ngươi, liên lụy quá nhiều người, cũng không thể xử hết được, tử kim động cũng sẽ không đồng ý. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, chắc không cần ta nói nhiều. Viên cương khẽ gật đầu, nhưng lại nói cứ như vậy bỏ qua cho kẻ gây chuyện có phải quá lời cho y không không cần ngươi nhắc nhở, ta sẽ trả công bằng cho mọi người. Đi thôi, như hữu đạo quay người đi ra, chỉ chốc lát sau, người canh cửa ở Mao Lư Biệt Viện tránh ra một con đường. Tất cả mọi người ở đây đều quá quen với tiếng quải trượng từ xa đến gần rồi. Trước mặt bao người, như hữu đạo dẫn mấy người quản phương nghi và viên cương đi tới. Xuống dưới bậc thang cửa lớn, như hữu đạo hiên ngang đứng giữa hai nhóm người đang rằng co. Tư thế quen thuộc, kiếm trống trước bụng, hai tay đặt lên chuôi kiếm, nhìn quanh một chút, rồi lên tiếng nói trưởng môn không có việc gì ghê gớm có cần huy động nhân lực nhiều như vậy sao mấy người cung lâm sách đi tới cung lâm sách đáp hoàn toàn đúng là không có chuyện gì ghê gớm sư đệ đã có thể nghĩ như vậy ta rất vui mừng ta tin chung lão biết chuyện cũng sẽ rất vui mừng dù không có việc gì nhưng vẫn phải nói rõ trắng đen đúng là đúng sai là sai tử kim động chúng ta không thể bỏ qua một người xấu cũng không thể oan uổng một người tốt được trưởng môn ngài cảm thấy ta nói thế có đúng không chuyện qua rồi, cung lâm sách đang nhắc đối phương không nên nhiều chuyện nữa. Nghiêu hiểu đạo đặt hai tay lên chuôi kiếm, bình tĩnh nói trưởng môn, theo như tình hình ta được biết, rất có thể trong tử kim động chúng ta có gian tế trà trộn vào, cố ý châm ngòi ly gián nội bộ chúng ta, cố ý gây sự, muốn làm loạn tử kim động ta. Ta thân là trưởng lão tử kim động, không thể làm như không biết gì. Chẳng lẽ trưởng môn có thể bỏ mặc gian tế không cha? Nếu trưởng môn nói có thể không cần điều tra, nói rằng có thể bỏ qua, ta không còn gì để nói nữa. Cung lâm sách nghe vậy khóe miệng giật một cái. Rõ ràng nghiêu Hữu đạo này không muốn lùi, hắn cực kỳ muốn giải quyết. Tất cả mọi người đều thấy nghiêu hiểu đạo đã về, đã ra mặt, thế cục lập tức thay đổi, không nói tới chuyện có chấn được tràng diện không, việc đầu tiên là khí thế đã khác rồi. Cung lâm sách hơi nhấp nhấp môi, chậm chậm hỏi ai là gian tế. Thực ra không cần hỏi ông cũng biết, Nghiêu hữu đạo hắn vừa từ thánh cảnh về đã ra tố cáo có gian tế, không phải là vì chuyện vừa rồi mới lạ. Nhưng hắn là trưởng lão tử kim động, hắn vừa mới nói ra đã ném cho ông một củ khai nóng, không phải nặc danh hay lén lén lút lút, mà là công khai nói với tất cả mọi người trong môn có gian tế. Là trưởng môn, ông có thể làm sao? Không hỏi không tra được sao? Ông tập kết nhân thủ là vì muốn chấn nhiếp nghiêu hữu đạo, để cho hắn biết hậu quả nếu làm loạn, cũng muốn cưỡng ép hắn phải bỏ qua chuyện này. Ai ngờ, không ép được người, người ta từ góc độ khác cắt vào, khiến cho trưởng môn là ông ta không thể không tiếp tục kéo dài chuyện này. Trước đây thì thôi, nhưng tới tận bây giờ cung lâm sách xem như mới thực sự tự mình lĩnh giáo, hoặc có thể nói là chính thức ý thức được những gì nghiêm lập nói lúc trước không phải là nghĩ lung tung. Với gia hỏa này, phải cẩn thận tuyệt đối. Các trưởng lão tử kim động âm thầm nhìn nhau, trên cơ bản tâm tư đều giống nhau. Người của Mao Lư Biệt Viện thì mừng rỡ, trước đó bị tử kim động dọa nạt, bắt nạt, ai cũng âm ức, giờ đạo gia vừa về rõ ràng đều cảm thấy phe mình phản công rồi. Nghiêu hữu đạo và cung lâm sách nhìn nhau, đối phương muốn lướt qua chuyện này lại bị hắn kéo lại. Đối phương đã có lời, hắn cũng đưa tay ra hiệu gọi, hồng nương, trước mặt mọi người, người kể chuyện cái tát gây sự kia ra đi. Nói thật, chương 1449, đối chất, chuyện xảy ra thế nào thì nói thế ấy, không được thêm mắm dặm muối, nói hưu nói vượt, nếu dám nói dối nửa lời, ta không tha cho người đâu. Rõ, Quản phương nghi thưa vâng bước lên trước, đối diện với đám người từ kim động, đâu vào đấy nói ra, sấm sớm hôm nay, cự an của quy miên các hái một rổ quả dại đưa đến Mao Lư Biệt Việt, đưa cho Văn Mạc Nhi. Sau đó, Văn Mạc Nhi đi ra ngoài bị quản thanh nhai ngăn lại bên ngoài. Bà ta kể lại chi tiết rõ ràng chuyện đã xảy ra. Sau đó quản thanh nhai cản cự an thế nào, nói gì với cự an, mình ra can thiệp thế nào, cự an đi rồi quản thanh nhai đột nhiên phát điên tát mình một cái ra sao, sau đó vu hãm mình thế nào, nói ra hết đương nhiên nói thế nào cũng đã được nghiêu hữu đạo nhắc nhở trước nghiêm lập nghe xong thầm mắng quản phương nhai đồ hỗn chướng kia còn dám nói không phải do văn mặc nhi sao trong tử kim động ông biết rõ nhất quản thanh nhai có vô hãm quản phương nhi không quản thanh nhai cũng thừa nhận mình có vô hãm nhưng không thừa nhận là mình tranh giành tình nhân văn mặc nhi chỉ nói là xả cơn giận cho sư phụ nghe tới đó trong lòng mọi người của tử kim động đã biết chân tướng thế nào chờ quản phương nghi nói xong, như hữu đạo mới lạnh nhạt nói: hồng nương, đây mới là lời nói một bên, không đủ tin. ngươi dám đối chất với quản thanh nhai không? quản phương nghi hơi hạ thân với hắn, đáp: ta nguyện đối chất cùng y, chứng minh mình trong sạch. lưu hữu đạo gật đầu, nói với cung lâm sách: xin trưởng môn hạ lệnh mời quản thanh nhai cùng hai nhân chứng kia ra đối chất. cung lâm sách hỏi: chuyện này có liên quan gì tới gian tế? lưu hữu đạo đáp: nếu thực sự có người làm xấu, cố ý gây sự trong nội bộ tử kim động chẳng lẽ không phải rất có khả năng kẻ đó là gian tế sao? Quá có khả năng đi, đệ tử tử kim động ta đường đường chính chính, có ai dám làm chuyện cố ý hại sư môn dụng ý khó dò không? Chẳng lẽ trưởng môn không muốn làm rõ quản thanh nhai có phải gian tế hay không sao? Chẳng lẽ gọi y ra đối chất cũng không được sao? Xảy ra chuyện, tìm hiểu rõ cũng không được sao? Cơ mặt cung lâm sách kéo căng, hơi nghiêng đầu gọi, gọi mấy người quản thanh nhai tới đối chất. Chuyện đến nước này, Nưu Hữu Đạo muốn có một câu trả lời rõ ràng. Nếu hắn thực sự có thể chứng minh quản thanh nhai là gian tế vậy chỉ có thể xử lý y thôi. Hắn đã tự mình ra mặt, với thân phận địa vị hiện tại của hắn và quan hệ với Sở Khiên Thiệp, mặt mũi của hắn rất có giá trị đấy. Nếu quả thực là quản thanh nhai làm ra chuyện dụng ý khó dò như vậy vào lúc này, cùng Lâm Sách cũng nổi nóng thật. Để làm yên lòng Nưu Hữu Đạo, chuyện lớn hóa nhỏ, giáo huấn quản thanh nhai một chút cũng không có gì không tốt. Nhưng nếu cục diện vẫn rằng coi như cũ, Ông đoán chừng bên quản thanh nhai chết sống cũng không chịu nhận, rất có thể không kéo ra được chân tướng gì. Nếu Ngưu Hữu Đạo không chứng minh được gì, cùng Lâm Sách không tin hắn có can đảm dám trắng trợn làm loạn. Tử Kim động đông người như vậy không phải để làm cảnh, không phải thích làm loạn là làm loạn được. Nghe nói muốn gọi quản thanh nhi tới, Nghiêm Lập Thầm kêu khổ. Trưởng môn đã có lệnh, lập tức có người đi chấp hành. Mọi người chờ một hồi, chỉ thấy hai đệ tử nhân chứng kia đến, một người tên Quách Diệu Thắng, một người tên an thái hoa nhưng không thấy quản thanh nhai lộ diện hai người quách an xem trang diện này cả tông môn từ trên xuống dưới đều tập trung ở đây lại thêm nghiêu hữu đạo tự mình ra mặt trong lòng rất thấp thỏm cẩn thận từng ly từng tí khúm núm khoanh tay đứng trước mọi người ai là quản thanh nhai đánh người nghiêu hữu đạo nghiêng đầu thấp giọng hỏi quản phương nghi quản phương nghi thì thầm trả lời không có hai người này là nhân chứng giả mạo giúp quản thanh nhai bên trái là quách diệu thắng bên phải là an thái hoa Đệ tử đi đón người cũng thì thầm nói với cung lâm sách rằng quản thanh nhai không có ở đây, đang ra ngoài làm việc. Làm việc gì? Cung lâm sách khẽ hỏi. Đệ tử kia đáp thưa, không rõ. Đệ tử chỉ nghe nói trước khi đi ra ngoài quản thanh nhai có nói mình đi làm việc, không biết đi đâu. Khi đệ tử hỏi thăm là sau khi nghiêu trưởng lão đến. Cung lâm sách lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hẳn là quản thanh nhai biết nghiêu hiếu đạo đã về nên trốn đi, vô thức nghiêng đầu liếc nhìn nghiêm lập, vừa vặn thấy ánh mắt hơi trột dạ của nghiêm lập nghiêm lập cũng chú ý tới phản ứng của mình chỉ nhìn vậy ông biết ngay nghiêm lấp không thoát khỏi liên quan đến chuyện này cung lâm sách nổi trận lôi đình trong bụng điên cuồng mắng đổ hồ đồ ông rất muốn trước mặt mọi người hỏi nghiêm lập ngươi đang nghĩ cái gì ngươi còn nhớ khi đó đã nhắc nhở ta điều gì về nghiêu hữu đạo không ngươi biết rõ hắn không dễ ứng phó còn để cho quản thanh nhai trốn đi nghiêu hữu đạo vừa mở miệng đã chặn tất cả đường lui của quản thanh nhai trực tiếp chụp cái mũ gian tế lên đầu y quản thanh nhai muốn không ra mặt cũng không được còn có thể trốn đi đâu ở chung nhiều năm nhìn ánh mắt nghiêm lập liền hiểu trưởng môn sư huynh đang tức giận trong lòng ông ta cũng than khổ ai ngờ nghiêu hữu đạo vừa mở miệng ra đã lôi cái tội gian tế ra vụ oan hãm hại quản thanh nhai vào chỗ chết quản thanh nhai không ra mặt giải thích cũng không được cung lâm sách có thể xử trí quản thanh nhai nhưng không thể tự chặt ngón tay đốt tới thân nghiêm lập không nhắc tới quản thanh nhai nữa ông quay sang hỏi hai đệ tử kia, các người có đồng ý đối chất với Hồng Nương chuyện xảy ra lúc trước ở đây không? Hai người quách an chắp tay đáp, đương nhiên là dám. Cung lâm sách hất cằm, chuyện khi ấy xảy ra thế nào? Nói thật rõ ràng với như trưởng lão, không được bẻ cong sự thật. Rõ, hai người nhìn nhau, tựa hồ như người này muốn người kia nói trước, người kia lại muốn người này nói trước. Hử, đột nhiên có tiếng cung lâm sách hừ lạnh trong lỗ mũi. Hai người bị dọa tới mức chân hơi run run, quách diệu an lên tiếng trước khi ấy quách sư huynh gặp hồng nương cảnh cáo hồng nương phải tuân thủ theo quy củ không được chạy loạn ở từ kim động y vừa mới mở miệng nói chưa được hai câu như hữu đạo đã quát lên câm miệng cho ta quách diệu an á khẩu không nói được gì nhìn như hữu đạo lại quay sang nhìn cung lâm sách cung lâm sách trầm giọng nói như sư đệ không phải ngươi muốn đối chất sao sao không cho người ta nói chuyện ở đây có vấn đề hồng nương nói khi quản thanh nhai động thủ hai người này không có ở bên cạnh quản thanh nhai. Nói cách khác, hai người cũng không nghe được Hồng Nương khiêu khích quản thanh nhai phải ra tay giáo huấn. Mà hai người bọn họ lại nói ở bên cạnh quản thanh nhai, nghe được Hồng Nương vô lễ. Song phương bên nào cũng cho là mình đúng, nói không rõ ràng, để người của Mao Lư Biệt Viện làm chứng lại không thể tin. Từ khi chuyện bắt đầu xảy ra, Văn Mặc Nhi và Cự An đều gặp quản Phương Nhi, cũng từng gặp quản Thanh Nhai. Thôi, tìm đủ người tham gia rồi diễn lại từ đầu xem hắn quay sang ra lệnh, gọi Văn Mặc Nhi tới, lại tới Quy Miên các mời cự an tới đây. Chuyện thế này cũng chỉ có hắn ra mặt, đổi lại bất kỳ người nào khác của Mao Lưu Biệt viện, chỉ sợ tử kim động cũng lười chẳng phiền toái như vậy. Rõ, đoạn hổ lập tức lĩnh mệnh chạy tới Quy Miên Các, còn Văn Mặc Nhi thì đơn giản hơn, nàng ở ngay trong biệt viện, chỉ một lát là ra. Một lát sau, cự an theo đoạn hổ bay tới, cự an rất buồn bực, có một số việc Trung Quốc tử đã dặn dò rất rõ ràng, ngươi là đệ tử tử kim động, không thể thiên vị bất kỳ bên nào. Cự An vừa tới, như hữu đạo lên tiếng, còn thiếu một người nữa. Quản thanh nhai đâu, lâu như thế có bỏ cũng phải tới nơi rồi chứ, sao còn không lộ diện. Chẳng lẽ có thật giật mình bỏ chạy rồi. Đệ tử tử kim động lúc nãy đi mời người định lên tiếng nói quản thanh nhai đã đi làm việc không ở đây, cung lâm sách đã ngăn y lại, quay sang nói, nghiêm trưởng lão, quản thanh nhai là đệ tử của ngươi, hẳn là ngươi có thể tìm y. Mau tìm y tới, ngươi tự mình đi tìm, chương 1450, vụ oan hãm hại một Không ngăn không được, như hữu đạo đã lên cung rồi, lúc này nói quản thanh nhai đang bận việc không ở đây muốn lừa quỷ à. Vừa xảy ra chuyện liền nói đi làm việc, nói vậy nghe được sao? Chỉ cần dám nói thế, khẳng định như hữu đạo sẽ truy vấn ai phái, xử lý việc gì. Chỉ cần hắn cứ nắm chặt lấy vấn đề gian tế không chịu nhả, một đường tra xuống, nói dối một lời sẽ phải nói dối vạn lời, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, người liên quan không kịp thời che lấp phối hợp, lại có nghiêu hữu đạo ra mặt, sớm muộn gì cũng xảy ra sự cố. Đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ liên lụy tới một quản thanh nhai. Từ khi biết quản thanh nhai không ở đây mà ra ngoài làm việc, cung lâm sách đã có tính toán trong bụng. Khẳng định quản thanh nhai có vấn đề, nếu không không cần tránh né. Người khác có lẽ còn không biết quản thanh nhai đi đâu, nhưng nghiêm lập thì cung lâm sách tin chắc là biết. Quản thanh nhai không thể đoạn tuyệt quan hệ với tử kim động. Người khác không tìm được, hẳn là nghiêm lập có biện pháp. Rõ, nghiêm lập cũng biết không tránh được, chỉ đành thưa một tiếng rồi rời đi. Chờ thôi, như hữu đạo rất kiên nhẫn, hai tay chống kiếm thong thả chờ. Tới tận hoàng hôn, dáng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, nghiêm lập mới trở về, cũng mang theo quản thanh nhai. Người kia đang trốn sâu trong núi, nghiêm lập đã nói rõ với quản thanh nhai tình hình hiện tại. Quản thanh nhai vô cùng sợ hãi, hối hận đến phát điên. Chỉ hận mình không nên vì nữ nhân mà nhất thời xúc động nhưng cảm xúc giữa nam với nữ thường khó mà khống chế được. Y có thể nghe ra được, nhiều hữu đạo ra mặt rồi, ngay cả sư phụ cũng không nắm chắc, làm sao y không hoảng hốt cho được. Ngoài mặt quản thanh nhai vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, rất bình tĩnh hành lễ với chư vị trưởng bối. Quản phương nghi thì thầm với nhiều hữu đạo người này là quản thanh nhai. Nhiều hữu đạo chỉ chỉ quản thanh nhai, ngươi, tới. Quản thanh nhai đang nho nhã, lễ độ đối diện với chư vị trưởng bối lập tức giật mình, nhìn nghiêu hữu đạo đang chỉ mình rồi lại nhìn đám người cung lâm sách nhất là nhìn sư phụ nghiêm lập không biết nên làm thế nào cho phải nghiêu hữu đạo ngoắc ngoắc ngón tay ta bảo ngươi đến lỗ tai của ngươi bị điếc sao nghiêm lập nháy mắt ra hiệu với quản thanh nhai biểu hiện không có việc gì đâu ông ta không tin nghiêu hữu đạo có thể làm ra chuyện lạm sát để từ từ kim động nếu hắn muốn làm như vậy mặc kệ trước đó ai đúng ai sai đều là nghiêu hữu đạo sai trung lão của quy miên các có muốn bao che cũng không được Nói thật, sự việc làm lớn như vậy, nhất là trong tình huống như lúc này, trong lòng quản thanh nhai thật sự rất sợ hãi, nhịn không được nhớ đến chuyện như hữu đạo giết ba vị trưởng lão nước triệu ở thiên cốc. Nhưng sợ hãi và hối hận cũng vô dụng, sự việc đã như thế, y chỉ có thể kiên trì bước đến. Vừa đến gần như hữu đạo, y nở nụ cười định chắp tay chào, ai ngờ ngón tay như hữu đạo chỉ xuống trước mặt, ra hiệu y đến gần hơn. Y đành phải bước lên, kết quả, như hữu đạo vẫn còn chỉ tiếp, y cắn răng bước đến gần hơn. Đúng lúc này, Nghiêu Hiếu Đạo đột nhiên vung tay, tốc độ rất nhanh. Bốp, một cái tát có thể nói là vang dội. Quản thanh nhai muốn tránh cũng tránh không kịp, ngã xuống đất, máu từ miệng và mũi trào ra. Nghiêu Hiếu Đạo không khách sáo, ra đòn rất mạnh, trên tay lại bổ sung thêm pháp lực, không đánh quản thanh nhai chết là tốt lắm rồi. Ngã xuống đất, miệng quản thanh nhai phát ra âm thanh khụ khụ sạc máu ra ngoài. Xen lẫn trong máu là một nửa hàm răng, nửa gương mặt sưng lên, mạch máu trên mặt vỡ nát, chảy xuống từng sợi tiêm máu. Y xem như thể nghiệm được cảm giác khi quản phương nghi bị một cái tát của Y làm cho trở tay không kịp. Y bị đánh đến hồ đồ, mặc dù thế, Y vẫn vô thức bỏ vài cái. Kết quả, trước mắt hoa lên, Y nằm thẳng cẳng trên mặt đất không động đậy nổi. Như hữu đạo bước lên một bước, chân trái giẫm lên ngực của Y, pháp lực rót vào trong tâm mạch, tùy thời có thể làm cho tim của Y nổ tung, đè chặt Y xuống đất. Tất cả mọi người đều giật mình, không nghĩ đến nghiêu hữu đạo lại dám ra tay trước mặt mọi người như vậy đám đệ tử tử kim động đang vây quanh mao lư biệt viện nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ ngây người không biết tình huống như thế nào đừng nói người của tử kim động ngay cả người của mao lư sơn trang cũng giật nảy mình thật không nghĩ đến đạo gia vừa gặp quản thanh nhai đã ra tay liền quản phương nhi tất nhiên biết một cái tát này chính là xả giận cho bà nhưng tình huống diễn ra quá đột ngột khiến cho bà giống như nằm mộng sau một giây sững sờ mặt cung lâm sách đen lại nghiêu hữu đạo làm càn như thế quả thật đang đánh vào mặt tử kim động mà đánh vào mặt tử kim động chính là đánh vào mặt ông ta nghiêm lập bừng tỉnh tức giận kêu lên nghiêu hữu đạo người muốn làm gì keng kiếm của nghiêu hữu đạo đã xuất ra khỏi vỏ mũi kiếm kề lên cổ quản thanh nhai dưới chân không quan tâm đến phản ứng của những người khác từ trên cao nhìn xuống hờ hững nói trưởng lão ta liên tục gọi ngươi nhưng ngươi không đến là không nghe lời hay là lỗ tai bị điếc có biết cái gì gọi là trưởng ấu tôn ti hay không trong mắt ngươi có còn quy củ của tử kim động hay không vô lễ như vậy là ai dạy ngươi thế lời vừa nói ra đám người tử kim động sững sờ lập tức nhớ đến vừa rồi nghiêu hữu đạo liên tục gọi quản thanh nhai đến biểu hiện của cung lâm sách hơi vặn vẹo mọi người không phải kẻ ngu ai mà không nhìn thấy nghiêu hữu đạo đang thừa cơ trả thù nhưng nghiêu hữu đạo thân là trưởng lão tử kim động dùng điều này để dạy dỗ quản thanh nhai đúng là khiến người ta nói không nên lời cùng lắm là nói phương thức dạy dỗ của hắn không đúng có hơi quá đáng. Nghiêm lập nghẹn họng, tiếp tục chỉ vào thanh kiếm trong tay Nghiêu Hữu Đạo, gầm lên, Nghiêu Hữu Đạo, đệ tử phạm sai lầm, tự có môn quy xử trí, không phải do ngươi lạm sát. Tính mệnh của đệ tử đang ở trong tay Nghiêu Hữu Đạo, Nghiêm lập không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại chắp tay nói với cung lâm sách, trưởng môn, hắn làm bậy như vậy, lẽ nào lại để im. Đám người nguyên ngạn và phó quân nhượng liếc nhìn nhau, tỉnh táo lại được một chút, quản thanh nhai lập tức nhìn thấy một thanh kiếm sáng choang đang gác trên cổ của mình, miệng dính đầy máu thở dốc như trưởng lão như trưởng lão ngữ điệu rõ ràng là đang cầu xin quách diệu thắng và an thái hoa cũng bị hù dọa không biết chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo sắc mặt nhìn không được tốt cung lâm sách trầm giọng nói như trưởng lão người dạy dỗ người khác cũng phải có chừng có mực mau thu kiếm của ngươi lại nếu không ngươi tự gánh lấy hậu quả như hữu đạo quay đầu lại mắt đối mắt ánh mắt vô cùng kiên quyết như hữu đạo hiểu ánh mắt cung lâm sách là gì đối phương đang cảnh cáo hắn nếu còn dám làm loạn ông ta sẽ không khách sáo cung lâm sách cũng hiểu ánh mắt của nghiêu hữu đạo ta nhất định sẽ đòi công đạo cho việc ngày hôm nay nhưng ngoài mặt hành động của nghiêu hữu đạo vẫn rất nghe lời vẫn giữ mặt mũi cho cung lâm sách trước mặt bao người cung lâm sách lên tiếng hắn lập tức thu kiếm trong tay lại bàn chân cũng thả lỏng quản thanh nhai nhưng lại đưa tay chỉ thẳng quách diệu thắng và an thái hoa hai người đến đây còn nữa sao hai người quách an bị hù dọa quá mức nhưng hai người đã tận mắt nhìn thấy bài học của quản thanh nhai vừa rồi, không đợi người khác ngăn cản, cả hai nơm nớp lo sợ vội vàng chạy đến. Cung lâm sách đang định nói gì đó, như hiểu đạo đã chỉ quản thanh nhai đang bỏ dậy, đỡ y lên. Hai người quách, ăn khúm núm, vội đỡ quản thanh nhai dậy, mỗi người đỡ một cánh tay. Thấy như hiểu đạo cũng không diễn tiếp cảnh vừa nãy, lời cung lâm sách vừa ra đến miệng cũng nuốt xuống, đích thân bước đến. Chỉ nghe Nhiêu Hữu Đạo hỏi hai người quách, An, hai người các ngươi tên gì? hai người kinh sợ đáp, quách diệu thắng, an thái hoa. chương 1451, vụ oan hãm hại hai. Ai ngờ, vừa mới trả lời xong, như hiếu đạo vung tay một cái, quách diệu thắng ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu. Quách diệu thắng không nghĩ đến trưởng môn ra mặt, lại còn ở đằng trước, như hiếu đạo vẫn cứ ra tay. Tay như Hữu đạo vừa vung lên, định ra tay với an thái hoa nhưng đã bị cung lâm sách nhanh chóng bắt lấy, chân của hắn đột nhiên đá ra, đá thẳng vào bụng an thái hoa a à, an thái hoa kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài một ngụm máu tươi bắn ra trên thực tế gã là người bị thương nặng nhất quản thanh nhai bị dọa vội lách mình tránh đi nào còn dám đứng im tại chỗ để chịu thiệt hai ngón tay của cung lâm sách đè vào tim nghiêu hữu đạo kinh khí tùy thời có thể bắn ra giận dữ mắng làm càn thấy nghiêu hữu đạo đã bị khống chế người của mao lư sơn trang nhanh chóng tiến lên nhưng ai ngờ nghiêu hữu đạo lại vung kiếm trong tay trầm giọng nói không có chuyện của các người cút về, nhưng người của tử kim động đang xông đến, đám người hồng nương nhất thời không nghe lời như hữu đạo, xông lên rằng co với đám người tử kim động. Phu chiếu hành, vân cờ đều xuất hiện, ngay cả Huệ Thanh Bình cũng lộ diện. Viên phương cầm hai thanh giới đao lao ra, nhưng lại trốn đằng sau cùng. Cuộc chiến hết sức căng thẳng, như hữu đạo đối mắt với cung lâm sách, hạ thấp giọng nói nhưng ngữ điệu lại rất kiên quyết, chỉ có cung lâm sách mới có thể nghe rõ, trưởng môn, ta dám cam đoan, ngài giết không được ta đâu có người hãm hại hồng nương hay không cũng không cần chứng cứ ai đúng ai sai trong lòng ngài và ta đều biết rõ không phải ta muốn làm loạn là có người trong tông môn khinh người quá đáng đây là kết quả ngài báo đáp ta ở thánh đảo hay sao ta cũng không muốn làm lớn chuyện cũng không muốn liên lụy người khác nhưng ba cái mạng chó này ta nhất định phải có ta không giết bọn họ ngay tại chỗ là đã nể mặt trưởng môn ngài rồi nhưng trưởng môn ngài nhất định phải cho ta một công đạo thánh đảo nếu trưởng môn không giữ lời hứa, hôm nay chúng ta sẽ cá chết lưới rách. Nếu tuân thủ lời hứa, ta đối với trưởng môn sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giết ba người bọn họ hay là giết ta, trưởng môn tự quyết định, ta tuyệt không miễn cưỡng. Cung lâm sách cũng thấp giọng nói, lạm sát đệ tử bổn môn, người điên rồi sao? Như hữu đạo trợt lớn tiếng nói, ba con chó đó dám mắng ta, chẳng lẽ ta không thể dạy cho bọn chúng một bài học hay sao? Đám người tử kim động nghe xong, đều nghi hoặc nhìn quách, An đang bò dậy và quản thanh nhai đang tránh qua một bên, không tin nổi ba người kia lại có gan lớn đến thế. Không có, ta không có, ta không có mắng như trưởng lão. Ba người quách, An, quản cuống quyết xua tay giải thích với mọi người. Ánh mắt cung lâm sách lóe lên, chợt đẩy như hữu đạo ra, quay người lại quát lớn, đang làm gì thế? Tất cả lui xuống cho ta, như hữu đạo cũng phất tay với đám người quản phương nghi, ra hiệu lui xuống. Những người của Mao Lư Sơn Trang nhìn nhau, sau đó cùng lui về. Chúng đệ tử của tử kim động cũng vội vàng lui xuống, chỉ có một đám trưởng lão là vẫn đứng, hơn nữa còn bước đến chỗ cung lâm sách. Mạc Linh Tuyết Kinh sợ nhìn ba người quách, an, quản, sau đó hỏi cung lâm sách, trưởng môn, bọn họ mắng như trưởng lão. Bởi vì cung lâm sách cũng có mặt lúc đó, là người làm chứng tốt nhất. Khóe miệng cung lâm sách kéo căng ra, chậm rãi nói ta cái gì cũng không nghe thấy. Như Hữu đạo nói, nhưng ta chính tay nghe được bọn chúng mắng ta. Cung lâm sách lặng lẽ nhìn Như Hữu đạo, cho đến vừa rồi, ông ta mới hiểu được cái gì là gian tế, cái gì là điều tra rõ chân tướng, tất cả chỉ là nói nhảm, đều là chuyện ma quỷ lừa gạt người. Tên này nhất định đến báo thù, tính sổ, mà sự thật cũng đúng như vậy. Nghiêu hữu đạo biết đám người quản thanh nhai không có khả năng thừa nhận sự thật. Có một số việc không tra ra kết quả, hắn chỉ muốn gom tất cả người trong cuộc vào tính sổ một lần. Tất nhiên, hắn có lòng tin nên mới dám làm như vậy. Không có, trưởng môn, đệ tử không có mắng mà trưởng lão, ta thật sự không có mắng. Như trưởng lão hỏi chúng đệ tử tên gì, chúng đệ tử chỉ thành thật trả lời. Như trưởng lão đột nhiên ra tay, ba người quách, an, quản miệng đầy máu tươi vội vàng giải thích, khổ không tả nổi, hốt hoảng đến rối tinh rối mù. Nhưng mặc kệ ba người giải thích đến cỡ nào, như hữu đạo vẫn một ngụm cắn chết ba người mắng hắn. Ba người không có người làm chứng, chỉ có thể nói là bọn họ không có mắng. Ba người đương nhiên là không mắng rồi, như hữu đạo đang vụ oan, hãm hại bọn họ những gì bọn họ làm với bên này như hữu đạo đã trực tiếp trả trở lại mánh khóe này cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được một hai nghiêm lập cả giận nói như hữu đạo bọn chúng có mắng hay không mắng ngươi tông môn tự có phán xét sao có thể tự tiện ra tay như thế phán xét như hữu đạo bỗng chỉ tay về phía viên cương phán xét ở đâu ai đúng ai sai chân tướng còn chưa tra ra chưa phân được trắng đen đã bắt người của ta xin hỏi phán xét ở chỗ nào Nghiêm lập giận giữ mắng, cái gì người của ngươi, người của ta. Công nhiên kéo bè kéo cánh trong môn, người có còn là đệ tử tử kim động hay không? Nghiêu hữu đạo cũng không khách sáo, người trong môn kéo bè kéo cánh còn ít sao. Có cần ta lấy danh sách kiểm tra lại người nắm giữ vị trí quan trọng trong tông môn là đệ tử của ai, là người của ai không? Người tưởng đệ tử bên dưới đều là kẻ ngu à. Nói thật, hắn cũng chẳng cần phải khách sáo. Đổi lại là người khác, đây chính là phạm thược, nhưng thân phận và địa vị của hắn đầy đủ sẽ không tồn tại vấn đề kia. Nghiêm lập nói, đệ tử trong môn làm gì, đều phải trải qua quyết định của tông môn, đây cũng là chuyện nội bộ của tông môn, người kéo một đám người ngoài vào tông môn, sau đó đối kháng với tông môn, người còn ở đó mà lý luận. Nghiêu hữu đạo hỏi, là ai đồng ý, là ai đồng ý cho bọn họ ở đây, người của ta đối kháng với tông môn hay là có người cố ý kiếm chuyện, trong lòng ai nấy đều biết. Đã lấn trên đầu ta, còn muốn ta nén giận hay sao? Không có cái kiểu đạo lý đó đâu. Ngươi tìm nhầm đối tượng xuống tay rồi, lão tử đây không phải bùn nặn. Mấy điều đáp ứng trước kia chỉ là lừa gạt, trước lừa người vào tử kim độc, sau cố ý để đệ tử gây sự. Quản thanh nhai có phải là đệ tử của ngươi hay không? Nghiêm lập lão tặc, người muốn như thế nào? Muốn diệt trừ ta, người cứ việc ra tay, lão tử đây lúc nào cũng phụng bồi. Hai người không hề nể mặt nhau, càng nói càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ thiếp vàng cũng vô pháp tô son chất phấn cung lâm sách gầm lên, tất cả im miệng cho ta. Nghiêu hữu đạo quay sang, chắp tay nói với cung lâm sách, trưởng môn, nếu có người cảm thấy người của Mao Lư biệt viện ở đây không thích hợp, vậy ta xin trưởng môn cho phép chúng ta rời khỏi tông môn tìm nơi đặt chân khác, để tông môn được thanh tịnh, xin tông môn chấp thuận. Lông mày cung lâm sách hơi cao lại, yêu cầu này đối với ông ta không thể nào thực hiện được. Trước kia thì không sao, nhưng sự việc đã đến nước này, ông ta sao có thể tùy tiện thả hổ về rừng. Người ở chỗ này còn dễ quản lý, thả người, người bảo người ta làm sao mà nghe lời ngươi nữa. Ông ta biết vì sao Nghiêu Hiếu Đạo không ra tay giết ba người kia trước mặt mọi người, nói cái gì là nể mặt ông ta là quan trọng nhất. Nguyên nhân thật sự là do hắn biết mình không phải là đối thủ của tử kim Động, sợ tạo thành tổn thất to lớn cho Mao Lư biệt viện, cho nên mới không dám làm lớn. Nếu thả người, sau này bọn họ trở mặt với bên này, còn không biết sẽ đầu nhập vào nhà ai nữa. Ông ta không cho phép chuyện này phát sinh muốn ông ta đối mặt với nguy hiểm thả những người này đi, ông ta tình nguyện giết chết tất cả, bao gồm cả nghiêu hữu đạo. Tử kim động không nuốt được lợi ích to lớn, cũng không để cho nó rơi vào tay người khác, quay về gây áp lực cho tử kim động. chương 1452, trừng phạt. Bây giờ, tử kim động nắm giữ quyền lên tiếng rất lớn ở nước Yến, ngay cả tiêu giao cung và linh kiếm sơn cũng không thể không nể mặt tử kim động. Ông ta sao có thể để cục diện này xoay chuyển chứ? Người đi theo ta, cung lâm sách nói với nghiêu hữu đạo, sau đó bước sang một bên nghiêu hữu đạo trừng mắt giơ ngón giữa với nghiêm lập sau đó mới theo cung lâm sách rời đi ở đây ngoại trừ viên cương không ai biết hàm nghĩa của ngón giữa đó là gì nghiêm lập có nhìn cũng không hiểu nhưng ông ta đoán chắc nó cũng chẳng có ý gì tốt đã như vậy mà còn có thể chúc phúc hay sao tuy nhiên ông ta lại không tìm được cái để đáp trả dưới gốc cây đại thụ xung quanh không có những người khác cung lâm sách hỏi ta muốn hỏi ngươi một câu ngươi định làm lớn chuyện này Nghiêu hữu đạo hiểu ý của ông ta, trước mặt mọi người dẫn hắn sang một bên bàn chuyện, chính là muốn hai bên lộ ra át chủ bài, thể hiện sự sâu cạn của cả hai. Có thể giải quyết được hay không chỉ bằng một câu nói. Hắn nói thẳng, trưởng môn, từ lúc Mao Lưu biệt viện đến từ Kim Động đến nay, chúng ta vẫn luôn giữ quy củ. Lần này là ai gây nên, trong lòng mọi người đều biết rõ. Cung lâm sách nói, người không thể nói như vậy, trước khi chân tướng sự việc còn chưa rõ ràng, cảm giác của ai cũng chỉ là ảo giác chân tướng gì cũng có thể tồn tại, sao có thể đem cảm giác làm căn cứ phán quyết chứ? Nghiêu hữu đạo nói, được, chúng ta không nói chân tướng, chỉ nói hiện thực. Ngài cũng biết rõ tình huống của ta ở tử kim động. Nếu ta mềm yếu, sớm muộn gì cũng bị người ta ăn ngay cả mảnh xương vụn cũng không chừa. Khinh người quá đáng như vậy, ta chỉ có thể dùng đấu để cầu sinh. Việc hôm nay, ta nhất định phải có được công đạo. Cung lâm sách nói, không quản chân tướng sự thật, nhưng ta cũng không thể giao tính mạng của ba người đó cho ngươi xử lý ta cũng không thể vì ngươi mà xử tử ba người bọn họ nếu cái gì cũng theo ngươi người bảo đệ tử trên dưới tông môn sẽ nhìn vào như thế nào trước trưởng môn của ta cũng không cần làm tiếp nữa như hữu đạo nói ta không phải là người không biết phân biệt tốt xấu chỉ cần trưởng môn cho ta một lời giải thích ta đương nhiên sẽ không làm khó trưởng môn việc này ta có thể bỏ qua nhưng bọn họ nhất định phải nhận lỗi Mao Lư biệt viện của ta có rượu cay, sau đó trục xuất bọn họ khỏi tông môn, về phần phạt đến thành trích tinh hay là vô biên các, đó là chuyện của tông môn, ta không nhúng tay vào. Trưởng môn, người của Mao Lư biệt viện ta có ai dám chọc đến ngài? Nhưng trước mắt, ngay cả đệ tử Tử Kim Động cũng dám lấn trên đầu ta. Ta lăn lộn nhiều năm như thế mới có được ngày hôm nay, nếu ngay cả bọn họ mà ta cũng không thu thập được, ta sẽ không cách nào ăn nói với người của mình. Không biết trời cao đất rộng, có bản lĩnh làm thì phải có bản lĩnh chịu trách nhiệm. Nếu đã làm, bọn họ nhất định phải trả giá đắt cho hành động của mình. Cung lâm sách im lặng, chợt chắp tay sau lưng, quay người nhìn tình huống rằng co của người Mao Lư Biệt Việt, chậm rãi nói, đám người nguyên trưởng lão rất hứng thú với thế lực trong tay ngươi. Nghiêu Hữu đạo cũng tiến lên hai bước, đứng sóng vai với ông ta, ta biết. Thực quyền tông môn trên cơ bản đều nằm trong tay trưởng môn. Đám người nguyên trưởng lão chỉ là tham gia nghị sự, trông nhà hộ viện, hoặc làm chân chạy việc mà thôi. Bọn họ đương nhiên không hài lòng với việc này, trước đó bọn họ liên thủ chèn ép ta, đơn giản chỉ là muốn chia cắt thế lực trong tay ta. Thấy chia cắt không thành, bước kế tiếp chỉ sợ muốn kết giao với ta. Nhưng trưởng môn là ai, nếu bọn họ trung thực, trưởng môn còn nể mặt mấy vị thái thượng trưởng lão. Còn nếu không thành thật, vị trí trưởng lão của bọn họ sợ rằng sẽ không được đảm bảo. Bọn họ hiểu đạo lý này, cho nên mới không dám tùy tiện tiếp xúc với ta, sợ phạm vào kiêng kỵ của trưởng môn. Cung lâm sách nói, thế đạo phân loạn, nhất định phải hiệu lệnh thống nhất. Năm bè bảy mảng khó mà đặt chân được, ngoài ra, ta không phải đến đây để nghe người phân tích thế cục của tử kim động. Tình huống của tử kim động như thế nào, ta rõ hơn so với ngươi. Như hữu đạo nói, ta cam đoan không ngầm câu thông với đám người nguyên trưởng lão. Tử kim động chỉ thuộc về một mình trưởng môn, sự việc một mã thì một mã, ta và nghiêm trưởng lão cũng không có thâm cừu đại hận. Chỉ cần nghiêm trưởng lão thả xuống được, Mao Lư biệt viện sẽ nói chuyện với ông ta. Khóe miệng cung lâm sách nhếch lên, liếc xéo, lau mông mình sạch nhỉ. Ta không hy vọng nhìn thấy tình huống phức tạp phát sinh. Được, Nghiêu Hữu Đạo đồng ý. Cung lâm sách nói, trên đời này, không ai có thể muốn làm gì thì làm. Có một số việc không phải ta hay ngươi có thể tính được, cứ chờ tông môn quyết định đi. Nghiêu Hữu Đạo nói, trong tông môn, trưởng môn không đến nỗi ngay cả năng lực quản lý cũng không có. Ta cho rằng trưởng môn nên lên tiếng thì hay hơn. Cung lâm sách không nói gì nữa, cũng không quay đầu lại. Hai người trở về, một người bước về phía Mao Lư Biệt Viện, một người bước về phía Tử Kim Động. Gặp mặt các vị trưởng lão, cung lâm sách nói một cách dứt khoát, sự việc hôm nay không thể tiếp tục kéo dài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại cục của Tông Môn, cũng không nhất thiết phải kéo dài. Tất cả phải giải quyết hết, liên quan đến lợi ích ở Nam Châu, Kim Châu, Bắc Châu và quyền lên tiếng bên trong cảnh nội nước Yến, các người cũng rõ ràng. Chúng ta có muốn phần lợi ích này hay không? thái độ của Ngưu Hữu Đạo rất kiên quyết, đặt trước mặt chúng ta cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc hy sinh lợi ích to lớn của Tử Kim Động, khai chiến với Mao Lư Biệt Viện, tiêu diệt hết đám người Ngưu Hữu Đạo, hoặc cho Ngưu Hữu Đạo một công đạo. Lựa chọn như thế nào, ta muốn nghe ý kiến của các ngươi một chút. Lựa chọn ra sao dường như cũng không khó quyết định, có cung lâm sách can thiệp, kết quả đã rất rõ ràng. Quyết định một hồi, bất mãn nhất chính là nghiêm lập. Ông ta đích thân đến tìm cung lâm sách, ai oán nói, sư huynh, làm như vậy để làm sao mà ăn nói với đệ tử bên dưới cung lâm sách mắng to ai gây nên chuyện này trong lòng ngươi rõ ràng hơn so với ai khác gây chuyện lại không chọn thời điểm ngươi ngay cả đệ tử của mình cũng không quản cho tốt còn oán ai được nữa có thể bảo vệ tính mạng cho bọn chúng đã là tốt lắm rồi làm sao ngươi cho rằng mặt mũi của bọn chúng còn lớn hơn quan trọng hơn lợi ích của tử kim động à bọn chúng hoặc ngươi chỉ cần có thể bảo đảm được nam châu kim châu Bắc Châu không sinh ra nhiễu loạn, ta lập tức hạ lệnh tiêu diệt Mao Lư biệt viện ngay. Nghiêm lập không cam tâm, cho dù đệ tử bên dưới làm sai, như hữu đạo có chứng cứ không? Không có chứng cứ, sao có thể để đệ tử bên dưới tâm phục? Cung lâm sách nói, người hồ đồ thật hay là càng già càng ngây thơ. Có một số việc cần chứng cứ sao? Chúng ta có thể không cần chứng cứ bắt người của Ngưu Hữu Đạo, hắn cũng có thể không cần chứng cứ xử lý người của ngươi. Bây giờ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có chấp hành được không? Tông môn đã ra quyết định, nghiêm lập còn có thể làm thế nào, chỉ cao nhau một chút, cuối cùng cũng đành phải chấp hành. Sau khi biết được kết quả xử lý cuối cùng từ nghiêm lập, quản thanh nhai, quách diệu thắng, an thái hoa đều khóc lóc rất tang thương, toàn thân vẫn còn vết máu. Cả ba đều bị thương, quản thanh nhai và quách diệu thắng bị thương rất khó coi. Nửa hàm răng của quản thanh nhai bị nghiêu hữu đạo đánh cho không còn cái nào, còn an thái hoa thì bị nội thương không nhẹ. Bị nghiêu hữu đạo đả thương trước mặt mọi người, bọn họ vốn định tìm tông môn đòi lại công đạo cho mình. Kết quả, công đạo đâu không thấy, đã ăn đòn còn phải nhận lỗi trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Nếu nhận lỗi, chứng tỏ bọn họ sai, tội danh không tôn trọng bề trên sẽ được chứng thực, từ đó tiếp nhận trừng phạt. Chương 1453, không phải là ở giữa một. Ba người sắp bị điều đến vô biên các nơi hoang mạc chim không thèm ị. Quản Thanh Nhai sẽ làm trưởng quỹ bên đó. Sư tôn, chúng đệ tử không có mắng như trưởng lão mà là nghiêu trưởng lão cố ý hãm hại chúng ta đệ tử không phục quản thanh nhai bi vẫn nói nghiêm lập nói thanh nhai tông môn đã đưa ra quyết định hậu quả nếu đối kháng tông môn chắc ngươi cũng biết Nghiêu hữu đạo là một con chó dại dồn các ngươi vào chỗ chết mà cắn lần này có thể bảo toàn tính mạng cho các ngươi đã là không tệ rồi hơn nữa chỉ là nơi đến hơi bị ủy khuất một chút nhưng chức vị của các ngươi vẫn còn được giữ để ngươi tạm thời qua bên kia cũng chỉ vì muốn hóa giải phong ba trước mắt khiến cho sự việc không bị khuếch đại. Các ngươi vì lợi ích của tông môn mà chịu chút thiệt thòi, chúng ta đều biết rõ. Các ngươi chỉ đi một thời gian ngắn thôi, không bao lâu nữa, ta sẽ tìm cơ hội đưa các ngươi trở về. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, trước mắt hãy chịu thiệt thòi một chút, tiếp nhận đi. Ông ta cho rằng có thể bảo vệ được tính mạng của ba người, nhưng có một số chuyện cung lâm sách không nói cho ông ta biết. Kết quả nhận được chính là ba hũ rượu độc của Mao Lư Biệt Việt, không uống cũng không được khi ba hũ rượu được lấy ra từ mao lư biệt viện cùng lâm sách còn ngăn cản khoan đã ông ta đưa tay ra hiệu nghiêm lập đích thân kiểm tra rượu xem có vấn đề gì không nghiêm lập phát hiện không có vấn đề gì lúc này mới phát ba hũ rượu cho ba người quản thanh nhai đồ đã sớm động tay động chân làm sao mà không có vấn đề được ba viên khổ thần đan đã sớm được nhìn nát bám vào thành bình rượu khi kiểm tra sẽ không phát hiện được vấn đề thêm chút pháp lực đằng sau mới chính là vấn đề không rót rượu để chậm rãi uống, để ba người ôm cả bình rượu uống mới là vấn đề. Có cung lâm sách phối hợp, vận mệnh của một số người đã được quyết định từ lâu. Như trưởng lão, là chúng ta lỗ mãng vô lễ. Đại nhân ngài đừng chấp tiểu nhân, chúng ta uống bầu rượu này để bồi tội với ngài. Sau khi ba người quản thanh nhai đi đầu bồi lễ, cả ba đứng thành hàng dưới ánh nắng chiều rót rượu vào bụng. Bụng ba người phồng lên, sau đó chắp tay thối lui sang một bên, tâm trạng xa sút Nhìn ba người, Nghiêu hữu đạo từ đầu đến cuối không nói câu nào. Về phần ánh mắt oán độc của quản thanh nhai, hắn cũng chẳng thèm mó tới. Đương nhiên, cảnh tượng xin lỗi này cũng không để cho quá nhiều người từ kim động nhìn thấy. Trước đó, cung lâm sách đã đuổi đi rất nhiều đệ tử vây quanh nơi này. Việc này xem như xong, cự an quan sát toàn bộ quá trình lặng lẽ rời đi. Nghiêu hữu đạo để ý, bước đến bên cạnh tất cả trưởng lão, chọn ngày không bằng đúng ngày. Chuyện hôn sự giữa cự an và văn mặc nhi giải quyết luôn trong hôm nay đi cung lâm sách hỏi không phải quá qua loa sao nghiêu hữu đạo nói nghe nói người theo đuổi mặc nhi không ít xuất hiện một quản thanh nhai làm loạn còn chưa đủ sao ta không muốn rắc rối vẫn nên giải quyết sớm cho rồi cung lâm sách nói quá vội vàng rồi dù sao cửa an cũng là người bên cạnh trung lão tối thiểu cũng phải được trung lão đồng ý nghiêu hữu đạo nói ta sẽ thuyết phục sư phụ cung lâm sách bấm ngón tay tính toán ba ngày sau thời gian ba ngày sau không tệ nếu trung lão đồng ý chúng ta sẽ tổ chức vào ba ngày sau không thể để con gái thiệt thòi được cũng phải chuẩn bị một chút gì đó chứ nghiêu hữu đạo nói được cứ theo trưởng môn quyết quản thanh nhai đứng nghe trong lòng không khỏi cảm thấy thê lương rơi vào kết cục như thế thì không nói lại còn nhanh chóng thúc đẩy hôn sự của mặc nhi cô gái mà y thầm nhung nhớ nhiều năm sắp trở thành vợ của người đàn ông khác trong lòng y cảm thấy rất khó chịu nhưng còn có thể làm như thế nào y chỉ hận thân phận của mình quá thấp chưa có đủ quyền lực chỉ có thể âm thầm quyết tâm phấn đấu. Ngày sau có cơ hội nhất định phải tìm Ngưu Hữu Đạo rửa mối nhục ngày hôm nay. Các trưởng lão khác cũng không có ý kiến, đối với bọn họ mà nói, một phân mạc nhi cũng chẳng tính là gì. Có đẹp hơn đi chăng nữa cũng không đến phiên bọn họ ăn. Một trận phòng ba cứ như vậy mà qua đi, mọi việc đã định, đám người cung lâm sách lập tức rời đi. Trời chiều dần dần kéo đến, đàn chim mệt mỏi bay về rừng. Như hữu đạo chống kiếm đứng sừng sững bên ngoài biệt viện quản phương nghi tự mình kiểm tra ba bình rượu không sau khi xác nhận thuốc hòa tan trong bình đã bị ba người uống sạch lập tức bước đến bên cạnh nghiêu hữu đạo thấp giọng nói xem ra cung lâm sách đã hạ độc thủ thuốc là do bên này bố trí nhưng sau khi đưa rượu bọn họ không có cơ hội hòa tan đồ trong bình ngược lại là do đám người cung lâm sách ra tay nghiêu hữu đạo nói dù sao đối mặt với lợi ích lớn như vậy ông ta rất dễ đưa ra lựa chọn quản phương nghi nói số rượu trong bụng chỉ sợ trong thời gian ngắn chưa thể tiêu hóa ba người kia có khi nào phun ra không? Như hữu đạo nói, cung lâm sách đã ra tay, cô cảm thấy ba người bọn họ có khả năng phun đồ trong bụng ra không? Quản phương nghi âm thầm cảm thán, trước khi chuyện này xảy ra, ba bình rượu đã được chuẩn bị. Xem ra, người này ngay từ đầu đã đoán đúng cung lâm sách sẽ thỏa hiệp. Viên cương đứng một bên cau mày, mặc dù hắn ta hận không thể làm thịt ba người quản thanh nhai, nhưng hắn ta khinh thường mấy chuyện hạ độc hèn hạ này. Huống chi, hắn ta và Phùng Quan Nhi chính là dùng thủ đoạn tương tự. Thương Triều Tông và Phượng Nhược Nam cũng thế, đạo gia làm người, vừa chính vừa tà, thường xuyên sử dụng những thủ đoạn ám muội. Hắn ta không phải chưa từng nói qua, nhưng vẫn vô dụng. Tương tự, tính cách thả gãy chứ không chịu cong của viên cương, như Hữu đạo có nói thế nào cũng vô dụng. Như Hữu đạo quay lại, đối mặt với viên cương người quấn băng vải, người vây công đả thương ngươi không tiện liên lụy vào. Liên lụy quá nhiều người như thế, cung lâm sách tuyệt không đồng ý thực lực của chúng ta có hạn, lúc nào nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Cũng không còn cách nào, chỉ có thể dừng ở đây thôi, cũng xem như giết gà dọa khỉ. Sau này người của tử kim động cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ với Mao Lư biệt viện. Viên Cương nói, bọn họ cũng chỉ tận chức trách của mình thôi. Việc này chẳng liên quan gì đến bọn họ, người về dưỡng thương trước đi, ta đến quy miên các một chuyến. Ngưu Hữu Đạo nói một câu rồi đi, mới từ thánh cảnh trở về, về tình về lý cũng phải đến bái kiến Trung Quốc Tử. Quản phương nghi phất tay ra hiệu hứa lão lục đến, đem ba bình rượu hủy đi, không được để lại vết tích, sau đó đi theo Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo vừa đến Quy Miên Các, không cần nhiều lời, sau khi hành lễ, Cự An chủ động tiến vào trong thông báo. Một lát sau, y ra ngoài mời Ngưu Hữu Đạo vào trong. Sau khi Ngưu Hữu Đạo quỳ xuống hành lễ xong, Trung Quốc tử vẫn vững như pho tượng chủ động mở mắt ra, xung đột đã được hóa giải. Quá trình và tình huống, Cự An đã báo lại cho ông. Nhưng ông sợ cử an chỉ thấy được mặt ngoài, cho nên mới hỏi câu hỏi này. Trên thực tế cũng đúng như vậy, cử an thấy cũng chỉ là mặt ngoài, không biết được quá trình thỏa hiệp phía sau. Nghiêu hiểu đạo cũng không nói phía sau có những giao dịch bẩn thỉu bằng mạng người, thản nhiên đáp chắc là đã hóa giải. Lần này cũng là do một số người khinh người quá đáng, đệ tử không thể không cứng rắn như vậy, tuyệt không phải cố ý gây chuyện với tử kim độc, mong sư tôn thông cảm. Trung Cốc Tử chỉ hỏi thăm việc này một chút chứ không có ý định nhúng tay vào. Ngay từ ban đầu, thái độ của ông là đứng ngoài cuộc hết thảy. Ông là thái thượng trưởng lão tử Kim Động, lại là sư phụ trên danh nghĩa của Ngưu Hữu Đạo, không thích hợp đứng về phía tử Kim Động hay Mao Lưu Biệt Viện. Tư tâm hay công tâm, đến tình trạng của ông, rõ ràng đã không cần đứng về phía đội nào. Không lên tiếng chính là thái độ, cũng chẳng ai trách ông. chương 1454, không phải là ở giữa hai. Ông chỉ quan tâm chuyện có xảy ra vấn đề gì không. Nếu không, ông cũng không nói thêm lời nào, đổi sang chuyện khác, tình huống bên trong thánh cảnh như thế nào? Tại sao người đi chưa được mấy ngày đã quay về? Đây mới chính là vấn đề mà ông quan tâm nhất, cũng là nguyên nhân ông chủ động mở mắt. Việc này con cũng không hiểu nữa, như hiểu đạo cũng không che giấu, đem những chuyện xảy ra nói một cách rõ ràng. Ánh mắt Trung cốc tử lóe lên, nhưng cũng nghĩ không thông. Cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, người hãy nên cẩn thận một chút. Vang, như Hiếu Đạo đồng ý, sau đó bẩm báo có chuyện con cần sư tôn đồng ý. Trước đó con đã thương lượng với trưởng môn, cảm thấy chuyện hôn sự của cử an và văn mặc nhi không nên để lâu nữa, quyết định cử hành lễ thành hôn cho bọn họ vào ba ngày sau, không biết ý sư tôn như thế nào. Trung Cốc Tử nhắm mắt, chậm rãi nói, ngươi là sư thúc của cử an, việc này từ các ngươi xử lý, không cần hỏi ta. Vâng, con hiểu rồi, con không quấy dày sư phụ thanh tu, đệ tử xin cáo lui. nghiêu hữu đạo cung kính không người, đứng dậy cáo lui. Hắn biết không nên quấy dày lão sư phụ chuyện không cần thiết thì không cần nói. Lão sư phụ tích chữ như vàng, không muốn nói chuyện, nói mấy chuyện phiếm cũng chẳng có ý nghĩa. Sử dụng cấp bậc lễ nghĩa như vậy là đủ rồi. Được biết Ngọc Thương đến tìm Ngưu Hữu Đạo, trưởng ba ba đại phái nước tống đến tìm Ngọc Thương nghe ngóng chuyện gì xảy ra. Ngọc Thương không chịu nói, chỉ nói không có việc gì. Cộng thêm Ngưu Hữu Đạo trở về, những chuyện đã bàn với Tử Kim Động cũng không cần bàn lại. Ông ta không biết chuyện gì xảy ra ở Tử Kim Động, tại sao lại bảo ông ta đưa khổ thần đan cho Ngưu Hữu Đạo, cũng không biết sẽ chọc ra chuyện gì. Để tránh hiểm nghi, Ngọc Thương nhanh chóng cáo từ chuồn đi. Trưởng môn ba đại phái nước tống muốn gặp Ngưu Hữu Đạo, nhưng lại bị Cung Lâm Sách từ chối, nói ngăn cản cũng không đủ. Không chỉ Ngọc Thương, ngay cả Cung Lâm Sách cũng giống như vậy, không hy vọng chuyện thánh cảnh lan truyền bốn phía. Họa là từ miệng mà ra, sợ gây phiền phức, cũng không còn cách nào, Ngưu Hữu Đạo trở về, có một số việc không cần thiết phải bàn bạc lại với Tử Kim Động trưởng môn ba đại phái nước tống chỉ có thể cáo từ rời đi mao lư sơn trang tổ chức tiệc mọi người vui vẻ ăn mừng đạo gia trở về viên phương tươi cười ôm bình rượu đứng đằng sau nghiêu hữu đạo ân cần rót cho nghiêu hữu đạo một chén rượu quản phương nghi ngồi bên cạnh cười tươi như hoa chuyện bị đánh dường như đã tan biến trong nụ cười của bà cũng không biết có phải thật như vậy không có lẽ cũng là do thói quen viên cương không xuất hiện một mình ở trong phòng tháo hết băng vải gần như trần chuồng đứng chung bình tấn đặt tay bên eo nửa phần bụng nhấp nhô miệng mũi phun ra hít vào luồng khí màu đỏ từng vết thương trên người bằng mắt trần có thể thấy được khép lại một cách chậm rãi mọi việc đã hoàn tất ba người quản thanh nhai nhận được chỉ thị bổ nhiệm mới của tông môn chuẩn bị lên đường nghiêm lập đích thân đưa ba người đến cửa vận dụng quyền hạn của mình điều phi cầm cỡ lớn đến chở ba người nghiêm lập lo lắng ba người rời khỏi nơi này sẽ gặp độc thủ của nghiêu hữu đạo chỉ vì nghiêu hữu đạo có thế lực khổng lồ cộng thêm hắn có quan hệ mật thiết với tổ chức sát thủ lại xương huynh gọi đệ với đám yêu ma quỷ quái hải ngoại, đồng thời trong tay nắm giữ lợi ích to lớn, muốn gọi sát thủ giết ba người cũng chẳng có gì khó. Lúc trước, khi Nghiêu Hữu Đạo đến bí cảnh thiên đô, vẫn còn có thể phái thích khách chặn giết giữa không trung trưởng lão quách thanh không của tiêu giao cung khi đến gặp thương Triều Tông. Chuyện này ai cũng biết là do Nghiêu Hữu Đạo làm nhưng đến nay nó vẫn là một vụ án chưa xử được. Đến tận bây giờ, tiêu giao cung vẫn không tìm chứng cứ, cũng như không tìm thấy cơ hội xử lý Nghiêu Hữu Đạo. Đã có vết xe đổ, nghiêm lập đã đánh giá nghiêu hữu đạo trước mặt ba người nói nghiêu hữu đạo là người có thể mất mặt công khai cũng có thể mất mặt âm thầm là người chỉ để ý kết quả không quan tâm quá trình vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn có thể làm mà cũng có năng lực làm vì thế nghiêm lập không thể không phòng đích thân sắp xếp cho ba người bí mật rời đi tránh để nghiêu hữu đạo phát hiện ông ta liên tục căn dặn ba người sau khi đến vô biên các thì tận lực đừng rời khỏi vô biên các nếu không có khả năng sẽ bị sát thủ nghiêu hữu đạo phái đến lợi dụng sơ hở. Một khi xảy ra chuyện bên ngoài, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là nghiêu hữu đạo làm, tông môn sẽ không dễ dàng chỉ trích một trưởng lão. Đến lúc đó chết cũng chết một cách vô ích, bảo ba người phải cẩn thận. Nghe ý tứ của nghiêm trưởng lão, nghiêu hữu đạo rất có thể sẽ không tùy tiện buông tha cho bọn họ. Sự dặn dò của nghiêm lập khiến cho ba người hãi hùng khiếp vía. Quách Diệu Thắng và An Thái Hoa hối hận đến phát điên vì đã cùng với Quản Thanh Nhai làm chứng giả. Nhưng bọn họ cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác Cho dù phải lựa chọn lại Bọn họ cũng sẽ lựa chọn giống như vậy Rất nhiều chuyện bọn họ cũng thân bất do kỳ Không giúp Quản Thanh Nhai Kết quả của bọn họ sẽ rất thảm Người của Quản Thanh Nhai sẽ không bỏ qua cho bọn họ Sau khi ba người bí mật rời khỏi không bao lâu Tiệc rượu qua đi Như Hiếu Đạo cũng rời khỏi Mao Lư Biệt Việt Đi tìm Cung Lâm Sách Chuyển đạt lại thái độ của Trung Quốc Tử Thuận tiện thúc đẩy Cung Lâm Sách mau chóng sắp xếp chuyện hôn sự khi Nghiêu Hữu Đạo vừa mới rời khỏi chỗ cung lâm sách chưa đầy một lát, mấy con phi cầm cỡ lớn đã lao thẳng đến từ kim động. Không thèm cảnh cáo, nhiều bóng đêm sông thẳng vào, người đến hoàn toàn không để từ kim động vào mắt. Sau khi đệ tử từ kim động tuần tra trên không trung nhìn thấy người đến là ai, bọn họ không dám phóng tên báo cảnh giới, chỉ biết trơ mắt nhìn năm con phi cầm cỡ lớn vọt thẳng vào trọng địa tông môn. Đến chính điện, năm con phi cầm bắt đầu quay quanh trên không trung, thậm chí còn xuyên tới xuyên lui giữa các khu kiến trúc cao ngất, giống như đang tuần sát. Một đám đệ tử thủ vệ tử kim động nhảy ra, lao thẳng lên nóc nhà đề phòng. Sau khi nhìn thấy người đến là ai, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, người nào cũng câm như hến. Chợt có 5 người từ phi cầm cỡ lớn nhảy xuống, sau đó rơi xuống đỉnh viện phía sau chính điện. Đám người này mặc trang phục phiêu miểu các, dẫn đầu là hoàng ban đến từ thánh cảnh. Sau khi đinh vệ hạ lệnh, Phiêu Miểu các lập tức phái rất nhiều nhân thủ đến những nơi khả năng có nghiêu Hữu Đạo để tìm hắn. Bản thân Hoàng Ban còn dẫn người đến thẳng Tử Kim Động, bởi vì Tử Kim Động là nơi mà nghiêu Hữu Đạo có khả năng trở về nhất. "Trưởng môn Cung Lâm Sách của Tử Kim Động có ở đây không?" Ánh mắt Hoàng Ban lạnh lẽo đảo bốn phía, quát to một tiếng. Năm con phi cầm cỡ lớn vẫn xuyên qua xuyên lại trên không trung. Người của Phiêu Miểu các vừa đến đã có người nhanh chóng cấp báo cho Cung Lâm Sách. Cung Lâm Sách nghe xong, trong lòng không khỏi sợ hãi người của phiêu miểu các đột nhiên đến trực tiếp xông thẳng vào là có ý gì ông ta không khỏi liên tưởng đến nghiêu hữu đạo hoài nghi nghiêu hữu đạo không nói thật có khi nào hắn đã gây ra chuyện gì ở thánh cảnh vì thế người của phiêu miểu các mới đột nhiên chạy đến như thế nếu thật sự là vậy thật không tưởng tượng nổi hậu quả gì sẽ xuất hiện cung lâm sách đến vừa lúc nghe được hoàng ban hỏi vội bước nhanh về phía trước chắp tay nói tại hạ cung lâm sách xin hỏi tôn tính đại danh của tôn sứ hoàng ban biết cung lâm sách nhưng cung lâm sách không biết hắn ta, hoàng ban của phiêu miểu các phụng mệnh đến đây. Cung lâm sách nói, thì ra là hoàng huynh, hoàng huynh đột nhiên đến đây, không biết phiêu miểu các có phân phó gì hay không. Ánh mắt ông ta không ngừng quan sát động tĩnh trên không trung, trong lòng đưa ra phán đoán. Đưa nhiều người đến như vậy, khẳng định không phải việc tư của đối phương. chương 1455, tiến thoái lưỡng nan. Hoàng ban hỏi, như hữu đạo có quay về từ kim động hay không? Quả nhiên là có liên quan đến Ngưu Hữu Đạo, tim cung lâm sách nhảy vọt đến cổ họng trong lòng mắng như hữu đạo là đồ khốn kiếp không biết đã chọc ra chuyện gì ông ta hỏi dò không biết có phải như hữu đạo đã phạm điều gì sai lầm ở thánh cảnh hay không hoàng ban không rảnh để nhắc đến chuyện bên trong thánh cảnh với cung lâm sách không chút khách sáo nói ta hỏi ngươi như hữu đạo có quay về từ kim động hay không ngươi hãy thành thật trả lời cung lâm sách thấp thỏm đáp bẩm hắn vừa mới trở về hôm nay ánh mắt hoàng ban hiện lên sự vui mừng xác nhận lại lần nữa ngươi đừng gạt ta nhiều hữu đạo về rồi sao? Hắn ta đoán chừng, từ thánh cảnh đến đây xa vượt trùng dương, còn phải đi ngang qua địa vực nước tống mới có thể quay về, có thể nói là đường xá xa xôi. Hắn ta từ thánh cảnh chạy thẳng đến từ kim động, hắn ta cho rằng nhiều hữu đạo chắc chắn không trở về nhanh như vậy, hắn ta sẽ đến trước nhiều hữu đạo. Hắn ta không biết nhiều hữu đạo đã được người của Đại Thánh Địa Đông Hải điều khiển phi cầm đưa trở về. Trên thực tế, tai mắt phiêu miểu các vừa phái ra, đã nắm được tung tích của nhiều hữu đạo ở Đông Hải động tính nghiêu hữu đạo gây ra không nhỏ ở Đông Hải, căn bản không thể gạt được tai mắt của phiêu miều các. Chỉ vì Hoàng Ban từ thánh cảnh chạy thẳng đến từ Kim Động, tranh lệch thời gian, tin tức bên phía Đông Hải tạm thời chưa truyền đến tai Hoàng Ban, vẫn còn trên đường đi. Hoàng Ban còn chuẩn bị đến nơi mà nghiêu hữu đạo có khả năng trở về nhất để chờ, sau đó dùng từ Kim Động làm trung tâm tỏa chấn, chỉ huy tìm kiếm nghiêu hữu đạo. Nhưng ngoài dữ liệu, hắn ta nhận được câu trả lời chắc chắn nghiêu hữu đạo đã quay về. Cung Lâm sách thành khẩn đáp không dám giấu cũng không dám nói dối như hiếu đạo đã thật sự trở về chỉ sớm hơn hoàng huynh đến đây khoảng mấy canh giờ tuy chỉ có mấy canh giờ nhưng trong mấy canh giờ này lại phát sinh không ít chuyện xác nhận nghiêu hiếu đạo đã thật sự trở về hoàng ban thở phào một hơi tảng đá trong lòng như rơi xuống rốt cuộc cũng yên tâm nếu không để cho nghiêu hiếu đạo chạy mất việc rèn luyện thánh cảnh xảy ra vấn đề hắn ta cũng khó mà thoát tội tuy sự việc là do la phương phỉ gây nên nhưng xử lý la phương phỉ như thế nào không đến phiên hắn ta hỏi phía sau la phương phỉ có la thu làm chỗ dựa ai cũng khó mà xử lý được nàng ta tuy nhiên hoàng ban hắn ta có một điểm khác hắn ta phụ trách quản lý các thành viên tham gia rèn luyện hắn ta hoàn toàn có thể ngăn cản la phương phỉ nhưng xét theo một trình độ nào đó là do hắn ta tự ý rời khỏi vị trí mới tạo khoảng trống cho la phương phỉ chui vào nếu muốn truy cứu hắn ta cũng khó mà thoát tội cho nên hắn ta phải tận lực sửa chữa sai lầm, nhanh chóng lấp đầy cái sọt mà La Phương Phỉ đã gây ra. Nếu không, Đinh Vệ cũng không tiện lên tiếng nói chuyện thay cho ông ta. Phía sau Đinh Vệ là cửu đại trí tôn nguyên sắc, truy cứu trách nhiệm cũng khó mà xử lý Đinh Vệ. Một khi xử lý, Hoàng Ban hắn ta nhất định phải gánh cái tội này. Điều đó là không thể nghi ngờ, có thể thuận lợi như vậy, vừa đến đã có thể tìm được nhiều hữu đạo, hắn ta sao có thể không cao hứng chứ nhưng hắn ta vẫn cảm thấy kỳ lạ tại sao nghiêu hữu đạo lại trở về nhanh như vậy cung lâm sách nghe xong không khỏi hãi hùng khiếp vía thậm chí còn có chút phát điên đối phương không biết vì sao nghiêu hữu đạo lại trở về nhanh như vậy chẳng lẽ tên khốn nghiêu hữu đạo đang nói xạo hắn là trốn về ông ta sợ run hỏi lại hắn đi chưa được mấy ngày đã trở về chẳng lẽ không phải người của thánh cảnh huynh đưa hắn về sao theo như hắn nói là la phương phỉ các chủ đuổi hắn ra khỏi thánh cảnh hoàng ban im lặng Biết cung lâm sách đang hiểu lầm, không khỏi lên tiếng, cung trưởng môn, ý của ta là, thánh đảo cách nơi này rất xa, tại sao hắn lại có thể quay về trong thời gian ngắn như thế? Hắn ta phải trở về phục mệnh, nhất định phải làm cho rõ ràng mới có thể trả lời. Cung lâm sách hà một tiếng, tâm trạng lo sợ rốt cuộc cũng bình ổn lại, là người đông hải điều khiển phi cầm trở hắn về. Thì ra là thế, Hoàng Ban nói, xem ra vị như trưởng lão này đi đường rất vất vả. Trung trưởng môn, bất nói nhảm lại nghiêu hữu đạo đang ở đâu bảo hắn lập tức đến gặp ta ngay cung lâm sách quay đầu ra lệnh mau đi mời ngư trưởng lão đến đây vừa dứt lời hoàng ban đột nhiên cảnh cáo cung trưởng môn đừng trách ta không cảnh cáo ngươi tốt nhất ngươi nên thành thật đưa nghiêu hữu đạo đến đây tuyệt đối không được bày cho gì nếu để nghiêu hữu đạo chạy mất ngươi không gánh nổi trách nhiệm này đâu nơi này là địa bàn của tử kim động bọn họ mới đến đây đi cũng không bao nhiêu người địa hình không quen thuộc nếu tử kim động muốn bày trò giúp nghiêu hữu đạo chạy trốn, số người này của hắn ta cũng khó mà phòng bị. Hoàng huynh yên tâm đi, cung lâm sách cam đoan một câu, khu tay nói, bảo nghiêm trưởng lão đích thân dẫn người đến. Hoàng ban vẫn cảm thấy không yên lòng, sự việc đã đến nước này, hắn ta không hy vọng sẽ xuất hiện sơ hở gì, để chúng ta tự đi một chuyến thì hơn. Được, cung lâm sách mỉm cười gật đầu, đưa tay ra hiệu mời, ngoài mặt ung dung nhưng bên trong lại cảm thấy khó hiểu, không biết người của thánh cảnh chạy đến đây tìm Ngưu Hữu Đạo là có chuyện gì. Trên đường, ông ta hỏi vài câu thăm dò, nhưng Hoàng Ban lại bảo ông ta không nên hỏi nhiều. Cung Lâm Sách chỉ có thể cười, sau đó im lặng. Các trưởng lão khác trong môn nghe tiếng chạy đến, biết được tin tức, nghiêm lập lập tức có cảm giác giống như trả được thù, chờ Ngưu Hữu Đạo gặp chuyện không may. Vừa trở lại Mao Lưu biệt viện, Ngưu Hữu Đạo nhờ ánh sáng của Nguyệt Điệp đọc các tin tức tình báo trong thời gian hắn rời đi, muốn xem có mánh khóe dị thường nào xuất hiện hay không. Đạo ra, ngoài cửa truyền đến giọng nói gấp rút của đoạn hổ, gõ cửa đùng đùng hai lần, sau đó đẩy thẳng cửa vào, đạo ra, cung lâm sách dẫn người của phiêu miểu các đến đây. Phiêu miểu các, như hiểu đạo tay cầm tờ tin tức ngồi sau bàn không khỏi xứng người, đột nhiên đứng lên, thông báo hồng nương, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một khi xuất hiện bất chắc, lập tức giết ra ngoài, nhìn ánh mắt của ta mà làm việc. Hắn ta không biết phiêu miểu các đột nhiên chạy đến đây tìm hắn là có ý gì, không thể không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một khi có biến, hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Vâng, đoạn hổ lên tiếng, nhưng đoạn hổ vừa mới ra cửa, đã nhìn thấy đám người cung lâm sách sông thẳng vào. Y lập tức tránh sang một bên, kéo quản phương nghi đang đi cùng với khách, truyền đạt lời dặn dò của Ngưu Hữu Đạo. Sau khi nghe xong, quản phương nghi không khỏi hoảng hốt, bí mật gọi người bên cạnh đến phân phó, cố ý dặn dò không được để cho người của ngũ lương sơn biết. Ngưu trưởng lão, sông thẳng vào phòng Ngưu Hữu Đạo, cung lâm sách lên tiếng gọi, nghiêu hữu đạo cầm bảo kiếm trên bàn chống kiếm xuống đất vừa nhìn thấy hoàng ban hắn kinh ngạc hoàng quản sự tại sao ngài lại đến đây hoàng ban nói tại sao ta đến đây không quan trọng bây giờ ngươi nhất định phải theo ta quay trở về thánh cảnh nghiêu hữu đạo hỏi lại trở về trở về làm gì hoàng ban trầm giọng nói cần hỏi nhiều như vậy sao bảo ngươi trở về ngươi cứ thành thật trở về với ta là được rồi nghiêu hữu đạo nói nhưng dù sao ta cũng phải biết được là vì sao chứ Hoàng Ban lạnh lùng nói, không cần hỏi vì sao. Cung Lâm sách sen vào, như trưởng lão, không được vô lễ. Người lập tức tuân theo pháp chỉ phiêu miểu các, trở về thánh cảnh đi. Như Hữu đạo hỏi, phiêu miểu các có đến mấy nhà, rốt cuộc ta nên nghe ai đây? Ta không phải muốn rời thánh cảnh, mà là La Phương phỉ các chủ nhất định phải đuổi ta ra, cũng không thấy phiêu miểu các ra mặt ngăn cản. chương 1456, lại mang đi một. Bây giờ Hoàng Quản sự bảo ta trở về. La Phương phỉ thì đuổi, hoàng quản sự thì bắt trở về vậy ta nên ở đây hay là trở về ta không gánh nổi trách nhiệm của phiêu miểu các đâu cũng không gánh nổi trách nhiệm với la phương phỉ các chủ ngài bảo ta lựa chọn như thế nào tình huống như thế nào hắn hoàn toàn không biết sao có thể vì tiện mạo hiểm được nếu thật sự không được chỉ có thể cá chết lưới rách tóm lại không thể ngồi đó mà chờ chết đạo lý rất đơn giản la phương phỉ đuổi hắn ra ngoài hắn lại quay trở về như vậy là không nghe lời la phương phỉ Chọc giận nàng ta, mà phụ nữ nổi giận thì không nói lý, nàng ta bắt hắn đem đi giết là chuyện rất có khả năng. Hắn quay sang hỏi cung lâm sách, trưởng môn, ngài nhất định phải đối nghịch với La Phương vì các chủ sao. Ngài quyết như vậy, ta không nói hai lời, ta nghe theo trưởng môn, lập tức đi theo Hoàng quản sự ngay. Hắn không dám cố chấp cứng đầu với phiêu miểu các, trực tiếp thầy trách nhiệm cho cung lâm sách, còn mình thì núp sau lưng ông ta. Trời sập cũng phải để cho cung lâm sách gánh trước, cái này, trong nháy mắt cung lâm sách bị mấy lời này đâm trúng tim không khỏi phát mộng không nghĩ đến sự việc đảo mắt lại thành như vậy ông ta không thể trêu vào phiêu miểu các nhưng la phương phỉ cũng không phải nhân vật từ kim động có thể trêu chọc điều này khiến ông ta làm như thế nào cho phải đây đúng là tiến thoái lưỡng nan ông ta cảm thấy ông ta chỉ cần sơ sẩy một chút đã bị Nhiêu hữu đạo đẩy xuống hố bị đẩy không leo lên được thậm chí không thể trách tội Nhiêu hữu đạo bởi vì đây là sự thật từ kim động bị kéo vào Nghiêm Lập đang đứng một bên cười trên nỗi đau của người khác cũng không khỏi sướng sờ, không cao hứng nổi. Làm sao mà cao hứng cho nổi, nghe theo La Phương Phỉ thì đắc tội Phiêu Miếu Các, nghe Phiêu Miếu Các thì đắc tội La Phương Phỉ. Từ kim động gặp xui xẻo, Nghiêm Lập ông ta có thể tốt mới là lạ. Các trưởng lão có mặt nhìn nhau, đến lúc đó, bọn họ ai cũng đừng hòng tốt hơn. Thật sự, không ai nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như lúc này. Lựa chọn trước mắt khiến cho các vị trưởng lão không khỏi lo lắng, tiến thoái lưỡng nan nghiêu hữu đạo đi hay không dường như cũng không thích hợp trong lòng cung lâm sách không khỏi cảm thấy hối hận tự dưng đưa nghiêu hữu đạo vào từ kim động để làm gì tham cái lợi để rồi đắc tội với những người không thể đắc tội đúng là được không bù mất cũng không phải ông ta cho rằng lựa chọn ban đầu của mình là sai chỉ là không nghĩ đến đang êm đẹp nghiêu hữu đạo lại gây ra nhiều chuyện như thế ngay cả mấy chuyện không thể thấy này cũng có thể chọc vào quản phương nghi đang đứng ngoài lắng nghe nhẹ nhàng thở ra Đạo gia đúng là đạo gia, từ chối cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào, lão không gánh bất cứ trách nhiệm nào cả. Việc này đổi lại là bà ta, bà ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo người ta, nào dám từ chối phiêu miếu các một cách nhã nhặn như thế. Mặc dù Nghiêu Hữu Đạo đã âm thầm hạ lệnh, chuẩn bị ra tay, nhưng bà ta biết rất rõ, đối đầu với con quái vật khổng lồ phiêu miếu các, bọn họ căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Có thể không ra tay, tận lực không ra tay vẫn tốt hơn. Bởi vì Nghiêu Hữu Đạo, hoàng ban nhìn cung lâm sách chầm chầm, nghiêu hữu đạo đã nói rất rõ ràng không phải hắn không đi có đi hay không cũng chỉ một câu của trưởng môn cung lâm sách nghiêu hữu đạo thân là đệ tử tử kim động trưởng môn tử kim động không cho đi đệ tử hiển nhiên không thể kháng mệnh nhìn thấy cung lâm sách chậm chạp không biểu lộ thái độ hoàng ban trầm giọng nói cung trưởng môn người muốn kháng cự pháp chỉ của phiêu miếu các tuyệt không phải ý này cung lâm sách vội vàng khoát tay phủ nhận nhưng lại lo lắng vạn phần hoàng huynh theo ta được biết Bên trong phiêu miếu các có không ít người xuất thân từ thánh địa Đại La, thái độ của phỉ các chủ có phải cũng đại diện cho một phần nào đó thái độ của phiêu miếu các hay không? Ông ta còn thiếu chút nữa đã nói thẳng ra, nếu ta nghe lời ngươi, ta sẽ đắc tội La Phương phỉ. Chẳng lẽ khi đó phiêu miếu các vẫn còn tìm từ kim động ta gây phiền phức sao? Hoàng Ban rất bất mãn, cung trưởng môn, ta ở trong giới tu hành nhiều năm, dám bỏ qua pháp chỉ của phiêu miếu các, ngươi chính là người đầu tiên. Ngươi phải hiểu rõ một điều, trực luân phiên phiêu miếu các bây giờ chính là Đinh Tiên Sinh, điều này ngươi không phải không biết. Bảo Nghiêu hữu đạo trở về là ý của Đinh Tiên Sinh, người muốn kháng mệnh sao? Nếu không phải hiện tại tử kim động thế lớn, sợ làm lớn khó mà kết thúc được, ông ta cũng lười nói nhảm, cứ thế mà cưỡng ép mang người đi. Không, ý của ta không phải ý này. Cung lâm sách một lần nữa phủ nhận, khổ sở nói, ý của ta là, Hoàng Huynh có thể truyền tin tức về hỏi ý của phí các chủ, để ngài ấy truyền lại một lời. Hoàng Ban nổi giận, truyền lời gì? Đợt rèn luyện thứ hai sắp bắt đầu rồi, Nhiêu Hữu Đạo nhất định phải quay lại tham gia, chờ tin tức truyền đi rồi truyền về, còn kịp nữa sao? Cung trưởng môn, ta không ngại nói cho người biết, bảo Nhiêu Hữu Đạo rời khỏi thánh cảnh là chuyện La Phương phỉ tự tiện làm chủ, chưa được phiêu miếu các đồng ý. Bà ấy làm chủ mà không hỏi ý, người nghe có hiểu không? Đối với cung lâm sách mà nói, La Phương phỉ tự tiện làm chủ hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là thái độ của La Phương phỉ, bảo tử kim động làm sao mà dám đối nghịch. Tử kim động dám đánh vào mặt La Phương phỉ sao, như hữu đạo ngược lại không nói một câu, giống như việc này chẳng có liên quan đến hắn. Đây chính là mục đích của hắn, hoàng ban quản lý những người tham gia rèn luyện bên trong thánh cảnh. Đắc tội hoàng ban cũng không phải chuyện tốt, hoàng ban có rất nhiều cơ hội làm khó dễ bọn họ. Một khi để hoàng ban làm khó dễ, hắn sẽ không chịu nổi. Hắn muốn làm rõ nguyên nhân đưa hắn quay lại thánh cảnh, từ đó hắn mới đưa ra được phán đoán có nên đi hay không. Nhưng hắn lại không tiện lý luận với Hoàng Ban, đoán chừng Hoàng Ban cũng không muốn rông dài với hắn. Rông dài quá, khả năng sẽ khiến Hoàng Ban khắc sâu ấn tượng với hắn. Đẩy cung lâm sách ra rông dài làm rõ tình thế là thích hợp nhất. Nhưng khi nghe đến chỗ này, hắn lại lộ vẻ đăm chiêu. Thì ra Hoàng Ban muốn hắn quay về tham gia đợt rèn luyện thứ hai. Nhưng hắn cảm thấy khó hiểu việc La Phương phỉ tự tiện làm chủ đuổi hắn ra là có ý gì hắn nhịn không được lại liên tưởng đến mối quan hệ giữa toa như lai và la phương phỉ nghĩ đến nghĩ lui cũng chỉ có thể đổ hết mọi gút mắc lên đầu toa như lai ngoại trừ toa như lai hắn thật sự nghĩ không ra tại sao hắn lại liên quan đến la phương phỉ cung lâm sách cười khổ hoàng huynh huynh nên biết rằng chuyện này khiến chúng ta cảm thấy rất khó lửa giận của la các chủ chúng ta khó mà chịu đựng nổi ha ha hoàng ban cười lạnh đã không thể nói đạo lý ông ta cũng không nói nữa Ông ta đưa tay chỉ Nưu Hữu Đạo, nói với Cung Lâm Sách, "Bây giờ ta phải mang hắn đi, vậy ta vẫn chưa đi được sao?" Cung Lâm Sách á khẩu không trả lời được, đối phương cứng rắn, ông ta không dám phản kháng. Ông ta nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên hỏi, "Nói như vậy, hoàng huynh không sợ La Phương phỉ các chủ?" Nghe xong mấy lời kỳ quặc này, đầu óc Nưu Hữu Đạo thoáng chuyển động, lông mày cao lại, đại khái hiểu ý của Cung Lâm Sách, phát hiện vị cung đại trưởng môn này không phải người ăn chay. Hoàng ban sợ là sẽ bị mắc lừa một kiếp này của hắn chắc khó mà thoát được. Quả nhiên, Hoàng Ban cười lạnh, ta là người của Thánh Địa Đại Nguyên, ta làm việc theo quy củ, sợ bà ta làm gì. Cung Lâm sách nghiêm mặt nói, khí phách của Hoàng Huynh, chúng ta không thể sánh bằng. Nếu Hoàng Huynh đã không sợ, thế Hoàng Huynh có dám gánh trách nhiệm đem nhiều hữu đạo đi không? Hoàng Huynh có thể mang người đi, nhưng nếu là các chủ truy cứu trách nhiệm, chúng ta sẽ đảm đương không nổi, chỉ có thể nói Hoàng Huynh cưỡng ép mang người đi. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu Hoàng Huynh dám đồng ý, Hoàng Huynh có thể lập tức mang người đi. chương 1457, lại mang đi khai. Hoàng Ban hỏi, có gì mà không dám? Đã tìm được biện pháp giảm sóc, cùng lâm sách chắp tay nói, Hoàng Huynh dẫn người đi, tử kim động không dám cản trở, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tất cả trưởng lão đều nhẹ nhàng thở ra, thầm khen phép khích tướng của trưởng môn dùng tốt. Hoàng Ban nói với Nghiêu Hữu Đạo, đi thôi. Nghiêu Hữu Đạo khổ sở nói, Hoàng Quản sự, có thể thư thả cho ta mấy ngày hay không ba ngày sau là ngày đại hôn của sư điệt ta về tình về lý ta đều phải ra mặt có thể rời lại ba ngày sau rồi ta sẽ đi còn có thể hết hay không hoàng ban nổi giận khi nào thì đợt rèn luyện thứ hai bắt đầu chắc trong lòng ngươi biết rõ chờ ba ngày sau có còn kịp hay không hôn sự của sư điệt ngươi còn có thể lớn hơn chuyện thánh cảnh bớt nói nhiều lập tức đi theo ta sự việc không thể kéo dài ông ta phải nhanh lên một chút mang nhiều hữu đạo trở về trước khi đợt rèn luyện thứ hai bắt đầu, khỏa lấp lại chỗ hở kia. Đối với nhiều hữu đạo mà nói, hắn không biết được nguyên nhân trước mắt. Sự việc không do hắn làm chủ, hắn chỉ muốn dùng việc hôn sự để làm lý do, tiếp tục thăm dò thái độ của Hoàng Ban. Hắn cũng không còn cách nào, thánh cảnh cơ hồ là thế lực khiến cho hắn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Đối mặt với thế lực như thánh cảnh, hắn không thể không dồn hết 12 phần tinh thần để cẩn thận ứng phó. Nếu đi nhầm một bước, rất có thể vạn kiếp bất phục. Như hữu Đạo hỏi cung lâm sách, trưởng môn, ta đi rồi, hôn sự giữa cửa an và mặc nhi có thể được cử hành đúng ngày không? Cung lâm sách thở dài, sư đệ hãy đi với Hoàng Huynh. Người cứ yên tâm chuyện hôn sự, ta cam đoan nhất định sẽ cử hành đúng hạn, người không cần lo lắng bất cứ thứ gì. Như hữu Đạo nhìn nghiêm lập, hy vọng trưởng môn nói sẽ giữ lời, đừng để ta vừa đi lại có người gây sự. Nếu không, đừng trách ta trở mặt, ngụ ý là, chọc giận ta, đừng trách ta đến thánh cảnh cũng không để mọi người được yên ổn." Cung Lâm Sách nói, "Có hoàng huynh ở đây, ta xin cam đoan trước mặt phiêu miếu các, tuyệt sẽ không để xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Như vậy ngươi yên tâm chưa? Ông ta không cứng rắn đưa ra cam đoan cũng không được. Ông ta lo nhiều Hữu Đạo sẽ làm loạn ở thánh cảnh. Tên này mà làm loạn, tâm người cũng loạn theo. Ông ta đã từng lĩnh giáo điều này rồi. Không chỉ ông ta, các trưởng lão khác cũng gật đầu cam đoan, ngay cả Nghiêm Lập cũng nói, không có việc gì Tất cả đều muốn Nưu Hữu Đạo yên tâm, trước đó mọi người đã nghe Nưu Hữu Đạo nói, Thánh Cảnh bảo những người tham gia viết về chuyện của các phái. Nếu không để hắn yên lòng, khi hắn quay lại Thánh Cảnh, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ nơm nớp lo sợ theo. Nghiêm Lập phát hiện ông ta hơi mệt mỏi, Nưu Hữu Đạo làm ông ta mệt mỏi, Nưu Hữu Đạo có đến Thánh Cảnh, ông ta cũng vẫn còn mệt mỏi. Sớm biết như thế, lúc trước ông ta nên cương quyết ngăn cản trưởng môn đưa hắn vào, cũng không đến mức trở thành tai họa như ngày hôm nay bóp kiếm trong tay nghiêu hữu đạo đâm xuống đất một cái ngay cả vỏ kiếm cũng cắm thẳng vào mặt đá hắn đi thẳng ra cửa hoàng quản sự đi thôi hắn không cần mang kiếm theo hắn đã đi qua một chuyến hắn biết có mang kiếm vào cũng không được người ngân ngoài cổng vội nhường đường nghiêu hữu đạo bước ra ngoài nói với quản phương nghi đang đứng một bên các người nên cẩn thận một chút không đi không được trong tình huống hắn không thể phán đoán được thế cục không biết sắp đến sẽ có uy hiếp gì trước khi ra tay hắn nên nhịn xuống không cần phải mạo muội ra tay. Ra tay chỉ khi nào quá bất đắc dĩ mà thôi. Quản phương nghi cắn môi, vẻ mặt không đành lòng, giống như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lúc này còn có thể nói cái gì nữa chứ. Đạo gia, viên cương ngăn giữa đường, nghiêu hiểu đạo đưa tay nhấn bờ vai của hắn ta, vừa đẩy hắn ta ra, vừa nhìn thẳng vào mắt, một câu cũng không nói. Năm con phi cầm cỡ lớn bay lên không, nghiêu Hữu đạo cứ như vậy mà bị mang đi, người của Mao Lư Sơn Trang sao cũng không nghĩ đến, trước đó còn bày tiệc lớn ăn mừng đạo gia từ thánh cảnh trở về, tại sao chỉ trong chớp mắt đạo gia lại bị mang về thánh cảnh? Từng người nhiều ít đều có chút mất mát, như hữu đạo không có ở đây, mọi người đều không có cảm giác an toàn. Ánh mắt đám người công tôn bố lấp lóe, đừng nói bọn họ, cùng lâm sách đưa mắt nhìn theo những điểm đen trên bầu trời, cũng thở dài một tiếng. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến tình huống này lại xuất hiện. Cung lâm sách ít nhiều cũng có chút buồn bực, sớm biết như thế, chuyện của ba người quản thanh nghi nên làm chậm lại nhưng bây giờ có hối hận cũng vô dụng rượu cay đã vào bụng ba người quản thanh nhai hoàng cung nước tấn thiệu bình ba bước vội vào cửa một lần nữa cầu kiến tấn hoàng thái thúc hùng được người dẫn đến bên hồ thái thúc hùng đứng dưới một tràng liễu rũ thiệu bình ba tiến lên hành lễ bệ hạ vi thần không rõ vì sao ngài lại muốn tạm dừng kế hoạch chuyện rèn luyện ở thánh cảnh đã được xác định người cũng đã vào trong nơi này sẽ không còn chuyện gì kế hoạch tấn công nước vệ đang ấp ủ, ai ngờ vừa mới khởi động, còn đang tiến hành giai đoạn chuẩn bị đầu tiên, trong cung lại truyền đến tin tức khẩn cấp, một lần nữa ngừng lại. Thái Thúc Hùng thở dài, vẫn là ý của Tông Môn. Tông Môn nhận được tin tức tai mắt Đông Hải truyền đến, như hữu đạo đã trở về từ Thánh Cảnh. Thiệu Bình Ba ngạc nhiên, vừa mới tiến vào, tại sao lại trở về? Vì sao lại như vậy? Thái Thúc Hùng nói, chính bởi vì không biết, Tông Môn rất quan tâm chuyện gì xảy ra, căn bản không rảnh bận tâm chiến sự. Việc này đối với tông môn mà nói rất quan trọng, người hẳn cũng hiểu, không có lực lượng tông môn toàn lực phối hợp, chiến sự có nổ ra cũng đánh không thắng. Tạm thời dừng lại, Thiệu Bình Ba lại hỏi, chỉ có một mình như hữu đạo ra, hay là tất cả mọi người đều ra? Thái Thúc Hùng đáp, bây giờ còn chưa rõ. Theo tin tức nhận được trước mắt, chỉ có một mình như hữu đạo trở về. Ít nhất tông môn không biết đệ tử bổn môn có ra hay không. Lúc này, tông môn hẳn đang nghe ngóng các môn phái khác. Thiệu Bình Ba im lặng ngoài ý muốn sao đúng là hơi ngoài ý muốn nhưng đối với y mà nói đây lại là chuyện hợp tình hợp lý y hiểu rõ nghiêu hữu đạo trừ phi giống như bí cảnh thiên đô vào rồi sẽ ra không được nếu không nghiêu hữu đạo có thể ra ngoài cũng chẳng có gì kỳ quái phản ứng đầu tiên của y chính là nghiêu hữu đạo đã dùng thủ đoạn gì lại có thể từ thánh cảnh thoát thân được một kiếp tâm trạng của y rất phức tạp y chờ đợi nghiêu hữu đạo không thể thoát khỏi một kiếp ở thánh cảnh nhưng lại cho rằng như thế thì quá tiện nghi cho hắn y muốn tự tay giải quyết nghiêu hữu đạo nói là rửa sạch nhục nhã cũng không đủ nếu không có nhiều thứ y phải gánh vác cả đời nhưng rất nhiều chuyện trước mắt năng lực của y lại không làm được hiện tại chuyện lớn đang bị nghiêu hữu đạo quấy nhiễu y biết nghiêu hữu đạo vô tâm nhưng xét theo trình độ nào đó mà nói tranh lệch giữa y và nghiêu hữu đạo càng lúc càng lớn nhớ lại năm đó y chính là người mà nghiêu hữu đạo ngưỡng vọng nghiêu hữu đạo đối mặt với y cũng chỉ có trốn mà thôi nhưng bây giờ y lại không lấy ra nổi thứ gì có thể dung chuyển như hữu đạo. Y cũng hiểu được sự tranh lệch lớn nhất giữa hai người là từ đâu. Tranh lệch giữa tu sĩ và không phải tu sĩ, đây chính là cây cầu không thể vượt qua, thường khiến cho y cảm thấy bất lực. Nghiêu hữu đạo gây thù hằn không ít, người muốn nghiêu hữu đạo chết cũng không chỉ một mình thiệu bình ba. Nhưng bọn họ cũng giống như thiệu bình ba, đối mặt không còn là nghiêu hữu đạo lúc trước, tất cả đều phải ước lượng phân lượng của mình. Tin tức nghiêu hữu đạo thoát khỏi thánh cảnh dần dần truyền ra, làm cho rất nhiều người thất vọng. Cho dù là Tử Kim Động, cũng không ít người hy vọng Nưu Hữu đạo chết ở thánh cảnh, nhưng lại sợ Nưu Hữu đạo chết ở thánh cảnh. Chương 1458, biểu quyết. Bọn họ lo lắng thánh cảnh sẽ ép Nưu Hữu đạo, khiến cho hắn phản kháng, đến lúc đó sẽ liên lụy Tử Kim Động. Mọi người cũng xem như ở chung với nhau ở Tử Kim Động một khoảng thời gian. Một số người đã nhìn ra, nếu đến tình trạng đó, Nưu Hữu đạo rất có thể sẽ làm ra chuyện gì đó, hắn không phải loại người ngồi chờ chết. Trường lão tử kim động đối nghịch với thánh cảnh, hậu quả ngẫm lại rất đáng sợ. Nhất thời, động tĩnh như hiếu đạo rời khỏi thánh cảnh truyền ra không nhỏ, khiến cho giới tu hành chú ý rất nhiều. Một khí đồ của Thượng Thanh Tông, mười mấy năm qua đã bất trì bất giác chậm rãi biến thành đại nhân vật trong giới tu hành. Bây giờ, nhiều hiếu đạo cũng được xem là một nhân vật trong giới tu hành. Điều này không ai có thể phủ nhận, rất nhiều nhân vật thành danh đã lâu cũng phải ngẩng đầu nhìn cao thủ đan bảng vu chiếu hành cũng tạm thời trở thành thuộc hạ của Ngưu hữu đạo mọi người ai cũng đều biết chuyện này rất nhiều tán tu xem nghiêu hữu đạo như tấm gương của mình xưng hô đạo ra được truyền ra trong một số người rất nhiều tán tu ngậm miệng mở miệng khi bàn luận đều gọi một tiếng đạo ra thành công của Ngưu hữu đạo khiến cho không ít tán tu muốn lặp lại thành công đó chọn một nhân vật như thương triều tông để nâng đỡ nhưng cũng vì thế mà khiến cho không ít người mất mạng nghiêu hữu đạo là người thứ nhất tương lai có xuất hiện người thứ hai không không ai biết thủ khuyết sơn trang một đám phi cầm chờ người bay vào sắp đến đợt rèn luyện thứ hai phiêu miếu các đã điều động cả trăm con phi cầm cỡ lớn các thành viên tham gia rèn luyện còn có thành viên tương ứng của phiêu miếu các tất cả đều sắp hàng chờ ở thủ khuyết sơn trang đứng trên lầu các đinh vệ cầm hai bản danh sách một là của phiêu miếu các một là của các phái chợt hỏi đã là tỷ thí thì phải công bằng người đứng bên cạnh ngạc nhiên không biết lời này của y là có ý gì. Có người hỏi, danh sách có vấn đề gì sao? Đinh vệ nói, người của Phiêu Miếu các nhiều hơn so với các phái một người. Sau khi tỉ thí bắt đầu, nếu hoàng ban còn chưa mang nghiêu hữu đạo về, nhân thủ bên Phiêu Miếu các trừ đi một người, không được để người ta nói ra nói vào, hiểu chưa? Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Thuộc hạ chắp tay lĩnh mệnh. Đinh vệ nhìn hai đội ngũ xếp thành hai hàng bên dưới, khẽ gật đầu, lên đường đi. Ra lệnh một tiếng ba người một tổ cùng leo lên phi cầm. Rất nhanh, tính cả người hộ tống lẫn người chấp pháp gần 300 người, toàn bộ đều leo lên phi cầm quanh quẩn trên không trung. Đinh vệ lách mình bay lên không, vừa rơi xuống đầu con chim đã dẫn đầu thuận gió bay xa, rất nhiều phi cầm xoay chung quanh đuổi theo. Biển mây, sông núi, hồ nước, dòng sông nghênh đón tất cả mọi người. Những người mới đến thánh cảnh không ngừng nhìn quanh, dò xét quan sát. Ban ngày thấy trời chiều, ban đêm thấy tinh không, cho đến bình minh ngày hôm sau, phi hành mất một ngày, rốt cuộc đã đến một khu vực minh mông. Đầm lầy lan tràn, thế núi man hoang đan vào một chỗ. Trong đầm lầy nhiều như rừng ẩn núp rất nhiều quái thú thiên kỳ bách quái. Nơi đây được gọi là hoang trạch tử địa, mặc dù cái tên không dễ nghe, lại muôn hình vạn trạng, mọi người đứng trên đỉnh núi phóng mắt ra xa, xa, cũng không thể không tán thưởng quỷ phủ thần công của thiên nhiên. Các thành viên tham gia rèn luyện đều đã nhìn thấy khung cảnh nơi này trong quyển sách giới thiệu được đưa cho trước đó. Bởi vì đầm lầy quá nhiều, diện tích lại lớn, động vật bình thường khó mà sinh tồn, cho nên nơi này mới được gọi là tử địa. Nhưng yêu hồ thì khác, thiên phú của chúng khác thường, trèo non lội suối đều rất huyền chuyển, có thể chạy trong đầm lầy như chạy trên cỏ, cũng có thể chui vào bên trong lớp bùn ẩn núp. Sở dĩ được gọi là yêu hồ, bởi vì thiên phú của chúng thần thông, yêu lực trời sinh. Uy lực công kích của yêu hồ trưởng thành có thể so với tu sĩ luyện khí kỳ. Cộng thêm chúng có linh trí, nhờ đó chúng mới đứng đầu trong chuỗi thức ăn ở thánh cảnh cho đến khi bị tu sĩ tiến vào kết thúc. Cũng chính nhờ hoàn cảnh đặc biệt như vậy, thích hợp để yêu hồ sinh tồn và ẩn núp. Gặp được nguy hiểm, chúng sẽ trốn vào trong đầm lầy mà trốn thoát, khiến tu sĩ khó mà tiêu diệt được chúng. Đám tu sĩ vận dụng đủ loại sức mạnh để giết yêu hồ, mới đẩy yêu hồ đến đây để kéo dài hơi tàn. Tiền thân phiêu miểu các chính là thu nạp tu sĩ săn giết yêu hồ ở thánh cảnh. Sau khi đánh tàn yêu hồ, bọn họ trở thành tổ chức giúp thánh cảnh quản lý thiên hạ. Đương nhiên, việc săn giết yêu hồ vẫn chưa từng ngừng lại. Thời hạn săn giết là 3 tháng, mặc kệ các người dùng phương pháp gì, số lượng mắt dọc lấy được sẽ được dùng để phân định thắng thua. Sau 3 tháng, các người tập hợp tại chỗ này để tổng kết. Nhớ, chúng ta không cho phép đội này cướp đồ của đội khác, cũng không cho phép lén lút ra tay hạ sát người của đội khác. Một khi phát hiện người phạm quy, bất kể là ai cũng sẽ bị nghiêm trị. Đinh vệ đứng trên đỉnh núi cao nhất từ trên cao nhìn xuống, sau lưng gió thổi vù vù, tuyên bố phương thức tỷ thí với những người trước mặt. Cái gọi là mắt sọc yêu hồ chính là chỉ con mắt thứ ba của yêu hồ. Chính giữa mi tâm của yêu hồ mọc ra một con mắt sọc, bình thường sẽ không mở ra, nhưng đó lại là mệnh môn của yêu hồ. Một khi móc mắt sọc của yêu hồ, yêu hồ cũng sẽ mất mạng. Dùng cái này phân định thắng thua cũng là một cách công bằng, cũng không thể mang trên người một đống thi thể yêu hồ được. Sau đó, đinh vệ nói tiếp với tu sĩ tham gia rèn luyện của các phái: các người đừng so sánh mình với phiêu miểu các. Các người không có kinh nghiệm săn giết, ta đề nghị các người nên phối hợp hành động, so với việc tìm kiếm loạn quạng chẳng có mục đích thì tốt hơn nhiều. Được rồi, tỉ thí chính thức bắt đầu, nhân viên phiêu miểu các tham gia tỉ thí lập tức tập trung cùng nhau, thương lượng bố trí. Thành viên các phái nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào về chuyện này, có cảm giác không có chỗ để xuống tay, đành phải tập trung thương lượng với nhau. Kết quả thương lượng vẫn là nghe theo đinh vệ, liên hợp hành động. Đã muốn liên hợp, tất phải có khung tổ chức. Nhất định phải có tổng chỉ huy để phát hiệu lệnh, nếu không, hành động giữa mọi người sao có thể liên kết được? Đề cử ai phát hiệu lệnh quả là khó, kết quả ai cũng không chịu thua ai, điều này cũng chẳng còn cách nào, người nào mạnh hơn mới có thể tạo ra chút uy hiếp trong đội hình tạm thời góp lại này, dễ dàng chỉ huy hơn. Sau một phen tranh luận, cuối cùng các phái đề cử thủ lĩnh đội ngũ săn giết là trưởng lão Khí Vân tông Thái Thúc Sơn Thành. Giải quyết xong vấn đề này, bước hành động kế tiếp mới là vấn đề một đám người cầm bản đồ phiêu miểu các đưa cho bắt đầu thương lượng nên làm như thế nào tuy đã có thủ lĩnh nhưng người của các phái lại muốn hành động cùng người của phái mình không muốn bị tan đàn xẻ nghé đây là ý chung của mọi người bởi vậy phương thức hành động cuối cùng vẫn là người của các phái làm thành một tiểu đội phần sau cùng là bố trí hướng tìm kiếm phương thức thúc đẩy và tập kết khi bố trí đến tử kim động phù hoa nói thái thúc trưởng lão nhân số của tử kim động không đủ chỉ còn hai người cũng không cần bố trí để hai người bọn họ đi cùng với người của bốn biển ta là được. Đám người bốn biển đã đồng ý với Nghiêu Hữu Đạo, khi Nghiêu Hữu Đạo không có ở đây sẽ quan tâm chiếu cố tần quan và Kha Định Kiệt một chút. Ánh mắt Thái Thúc Sơn Thành hơi lóe lên, ta phụ trách chỉ huy ở đây, vừa lúc còn thiếu hai người dò đường và liên lạc, thôi thì để hai người đó bên cạnh ta làm chân chạy việc. Người của Nghiêu Hữu Đạo, mọi người nhìn nhau. Chuyện nghiêu hữu đạo khiến cho khí vân tông toàn quân bị diệt ở bí cảnh thiên đô cũng không tính là bí mật gì. Người của Ngưu Hữu đạo rơi vào Thái Thúc Sơn Thành, đoán chừng không có quả ngon để ăn. Chương 1459, lại trở về một. Tần Quan và Kha Định Kiệt nghe xong, không khỏi khẩn trương. Phù Hoa nhắc nhở, Thái Thúc trưởng lão, bây giờ là lúc nên đoàn kết nhất. Thành tích rèn luyện liên quan đến tương lai của mọi người. Nội chiến lúc này sẽ không tốt, nàng ta đang nhắc nhở đối phương không nên dùng công báo tư thù. Thái Thúc Sơn Thành nói, ta là người dẫn đầu vừa mới nhận chức đã có người không nghe theo chỉ huy hành động kế tiếp làm sao mà liên kết được phù hoa đáp không phải là không nghe theo chỉ huy để tránh hiểu lầm thái thúc trưởng lão vẫn nên tránh thị hiềm thì tốt hơn thái thúc sơn thành cười ha hả vậy thì mọi người cùng nhau biểu quyết đi là tán thành ý kiến của ta hay là của phù hoa mọi người hãy thương lượng với nhau tán thành ý của ta phiền các phái giơ một tay nói xong ông ta giơ tay trước hai nhà khác của nước tấn đối với khí vân tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, tất nhiên là giơ tay đầu tiên. Người giơ tay phía sau là tiêu giao cung và linh kiếm sơn của nước Yến. Các phái liên tiếp giơ tay, nước tề, nước vệ, nước hàn đều giơ tay, liệt thiên cung và huyết thần điện của nước tống cũng giơ tay lên. Trưởng lão toàn thái phong của lăng tiêu các ngược lại trở thành tiêu điểm chú mục của mọi người. Ông ta cười hắc hắc, ôm tay nói ta duy trì trung lập, không phản đối ai, cũng không tán thành ai. Ông ta làm như vậy đã là nể mặt Ngưu Hữu Đạo. Mọi người cũng biết, lão già này và Ngưu Hữu Đạo có danh phận huynh đệ kết bái. Nước Tần không giơ tay, Bốn Biển cũng không giơ tay nhưng cũng không thay đổi được kết quả. Hai người Tần Quan và Kha Định Kiệt bi thương trong lòng. Hai người biết Ngưu trưởng lão gây thù quá nhiều, bây giờ đến phiên hai người phải gánh chịu, nhưng hai người cũng không còn cách nào. Với thân phận và địa vị của hai người ở đây, cả hai không có quyền lên tiếng, hoàn toàn không thể nói gì có nói cũng chẳng ai để ý cương quyết làm loạn thêm hai người không nhiều thiếu hai người cũng chẳng ít chiều kính của vạn thú môn không muốn giơ tay nhưng lại không tiện bại lộ cộng thêm tình huống lúc này ông ta không giơ tay cũng chẳng thay đổi được gì cũng đành giơ tay thấy mọi người chung quanh giơ tay thái thúc sơn thành cười lạnh nói phù hoa mọi người đã quyết định rõ ràng ý kiến của ngươi chắc không cần làm phiền mọi người giơ tay lần nữa chứ phù hoa im lặng không nói chỉ nhìn tần quan và kha định kiệt Nàng làm như vậy đã có thể bàn giao với Ngưu Hữu Đạo. Theo nàng ta biết, hai người Tần Kha cũng không tính là tâm phúc của Ngưu Hữu Đạo. Nàng ta cũng không cần thiết phải vì thế mà vạch mặt với mọi người. Huyên náo lên, ảnh hưởng đến người của bốn biển cũng không hay, vì thế cũng không nói thêm gì nữa. Thái Thúc Sơn thành cười ha hả, tiếp tục hỏi hai người Tần Kha, hai người các ngươi có ý kiến gì không? Hai người nhìn nhau, còn có ý kiến gì nữa chứ? Chọc giận những người này kết quả còn nguy hiểm hơn so với việc đối mặt với yêu hồ nhiều. Nếu tất cả mọi người đã không có ý kiến, vậy thì cứ định như vậy đi. Thái Thúc Sơn Thành vung tay, sau đó tiếp tục thương lượng vấn đề bố trí tiếp theo. Bên này còn đang thương lượng, người của phiêu miễu các đã bố trí thỏa đáng, từ đỉnh núi bay về phía hoang trạch tử địa minh mông, khiến thành viên các phái phải chú mục quan sát. Đinh vệ đứng trên chỗ cao thờ ơ lạnh nhạt, chợt thấy thành viên các phái có không ít người quay đầu nhìn về một hướng, y cũng quay đầu nhìn theo, chỉ thấy hai con phi cầm cỡ lớn từ xa bay đến, xông về phía đỉnh núi. Phi cầm đập cánh giảm tốc độ rơi xuống, từ bên trên nhảy xuống mấy người. Hoàng Ban đã trở lại, còn có Ngưu Hữu đạo được khẩn cấp dẫn về. Hoàng Ban nhìn thấy người tham gia rèn luyện vẫn còn, không khỏi thở phào một hơi. Đoạn đường này có thể nói là chạy một hơi, cuối cùng cũng chạy đến kịp. Lúc này, hắn ta bước đến trước mặt đinh vệ, chắp tay chào, "Tiên sinh, cũng may không làm nhục sứ mệnh, đã mang được người về." là Ngưu Hữu Đạo, không phải hắn đã đi rồi sao? Tại sao lại quay về? Các thành viên tham gia rèn luyện không khỏi xôn xao, nghị luận ầm ĩ, không hiểu được tại sao Ngưu Hữu Đạo lại quay về. Sau khoảnh khắc ngạc nhiên, đám người phù hoa nhìn nhau cười một tiếng, có vẻ như đang nói tên nhóc kia thế mà lại quay về. Thẩm nhất độ của Hiểu Nguyệt Các, chiều kính của Vạn Thú Môn không khỏi yên tâm hơn một chút. Về phần tại sao lại quay về, đối với bọn họ mà nói không quan trọng. Đám người này cho rằng Ngưu Hữu Đạo biết nội tình cộng thêm La Phương phỉ đích thân ra mặt, lại càng khiến cho bọn họ khẳng định phán đoán của mình. Với quan hệ giữa hắn và con gái của La Thu, làm sao mà không biết nội tình rèn luyện chứ? Như trưởng lão đã trở về, nỗi bất an trong lòng tần quan và Kha Định Kiệt đã bị quét sạch, có thể nói là cuồng hỉ. Tình huống trước khi Nghiêu Hữu Đạo trở về và sau khi trở về, hai người có thể nói là cảm nhận được rất sâu. Ngay cả thái độ của đám người bốn biển đối với bọn họ cũng lãnh đạm hơn không ít. Nghiêu Hữu Đạo nhìn mọi người, trong lòng rất khó chịu. Trên đường đi, hắn luôn tính toán thời gian, hy vọng sẽ không đuổi kịp. Nếu không đuổi kịp, nói không chừng hắn có hy vọng rời khỏi thánh cảnh. Việc rèn luyện ở đây cũng chẳng liên quan đến hắn nữa. Nhưng kết quả lại đuổi kịp, khiến cho hắn phiền muộn vô cùng, không khỏi thầm trách hoàng ban liều mạng đi đường như thế. Bất mãn nhưng không dám biểu hiện, hắn đành bước đến chắp tay chào đinh vệ. Đinh vệ ừm một tiếng, đã về rồi, vậy thì về đội đi như hữu đạo vừa muốn lên tiếng đồng ý chợt thấy có người bên cạnh đinh vệ nhắc nhở tiên sinh người của phiêu miếu các đã xuất phát đã giảm xuống một người bây giờ nghiêu hữu đạo tham gia vào đội ngũ như vậy người bên đó nhiều hơn người của phiêu miếu các một người nghe xong nghiêu hữu đạo khẽ giật mình trong lòng dâng lên hy vọng chẳng lẽ còn có cơ hội thành viên tạm thời không tham gia rèn luyện bên phía phiêu miếu các không khỏi nhìn như hữu đạo một chút mắng thầm trong lòng sớm không đến trễ không đến lại đến vào lúc này tám chín phần 10 là y sẽ phải ở lại đây dày vò thêm mấy tháng. Đinh vệ hỏi lại, phiêu miếu các thiếu một người cũng không thắng nổi sao. Người nhắc nhở vội đáp, tiên sinh hiểu lầm rồi, ý của thuộc hạ không phải như vậy. Gã nhớ trước đó đinh vệ đã từng nói phải tỉ thí công bằng. Đinh vệ nói, đội rèn luyện có thể nhiều hơn nhưng người của phiêu miếu các không thể nhiều hơn, hiểu chưa? Trong nháy mắt, người nhắc nhở đã hiểu ra, vâng ạ. Hy vọng của Ngưu Hữu Đạo đã bị tiêu tan, ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời của đinh vệ. Về sau, đinh vệ phất tay cho lui, chỉ lưu lại một mình Nhiêu Hữu Đạo, người có quen với La Phương Phỉ. Nhiêu Hữu Đạo cười khổ, trước đó nghe danh đã lâu nhưng không có duyên gặp. Lần gặp mặt ở thủ khuyết Sơn Trang là lần đầu tiên. Đinh vệ hỏi tiếp, trước đó có từng liên lạc gì không? Nhiêu Hữu Đạo đáp, chưa từng có bất cứ liên lạc gì, ta nào dám với cao chứ? Đinh vệ cảm thấy kỳ lạ, thế vì sao nàng ta lại điểm tên ngươi đến thánh cảnh? rồi lại tự đưa ngươi rời khỏi thánh cảnh. Ta cũng cảm thấy khó hiểu về việc này, không biết vì sao nàng ta lại đột nhiên đến thủ khuyết sơn trang. Như hiểu đạo nói được một nửa, chợt phản ứng lại, hoài nghi hỏi ý của đinh tiên sinh là, ta tiến vào thánh cảnh cũng là ý của nàng ta. Đinh vệ hừ một tiếng, danh sách rèn luyện sở dĩ thay đổi là bởi vì ngươi. Bởi vì La Phương vì tự tiện chỉnh sửa danh sách, để tên của ngươi vào, mới khiến cho toàn bộ danh sách bị sửa đổi, ngươi không biết chút nào sao. Nghiêu Hữu Đạo như phát mộng, nhớ đến trước đó Đinh Vệ gặp mọi người lần đầu tiên ở Thủ Khuyết Sơn Trang, đã từng nói các vị trưởng lão có thể tham gia lần rèn luyện này, công lao của Ngưu Hữu Đạo hắn là không thể bỏ qua. Lúc đó hắn còn cảm thấy kỳ quái, không biết tại sao Đinh Vệ lại nói như vậy. Bây giờ xem như đã hiểu, chương 1460, lại trở về hai. Nhìn biểu hiện hình như không biết thật của hắn, Đinh Vệ cũng cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Việc này để sau rồi tính bây giờ đang là giai đoạn rèn luyện quan trọng không thể chậm trễ được y không nói thêm câu nào phất tay gọi hoàng ban đến đinh tiên sinh tại sao lại như vậy nghiêu hữu đạo hỏi lại muốn làm rõ chuyện gì xảy ra nhưng đinh vệ đã không quan tâm đến hắn đừng để xảy ra chuyện nữa đinh vệ dặn dò hoàng ban một câu sau đó quay người nhảy lên một con phi cầm điều khiển nó bay lên không y quản lý phiêu miếu các vì thế y không thể ở lại đây ba tháng liên tục vẫn do hoàng ban phụ trách chỗ này Vâng, Hoàng Ban chắp tay đưa tiến, một đám người nhảy lên phi cầm, mấy con phi cầm bay lên không chung, đuổi theo đinh vệ. Nhìn mọi người đi xa, Hoàng Ban quay sang nhìn Nghiêu Hữu Đạo, rất muốn hỏi vừa rồi đinh vệ đã nói gì với hắn, nhưng rồi lại không tiện tìm hiểu chuyện của đinh vệ, hất cảm với Nghiêu Hữu Đạo, người đã chậm trễ không ít thời gian, còn đứng ngây ra đây làm gì. Đang suy nghĩ lời nói của đinh vệ, Nghiêu Hữu Đạo vội lấy lại tinh thần, phản ứng cũng nhanh hơn, thuận miệng tìm lý do, đưa tay chỉ quần áo trên người mình hoàng quản sự ta vẫn mặc như vậy sao có cần thay quần áo khác hay không quần áo của hắn vẫn là bộ quần áo mặc ở từ kim động sau khi tiến vào thánh cảnh hoàng ban quá gấp được biết các thành viên rèn luyện đã xuất phát lập tức ngựa không dừng vó mang theo nghiêu hữu đạo chạy đến đây quên thay bộ quần áo trên người bây giờ được nghiêu hữu đạo nhắc nhở hoàng ban mới nhớ ra lập tức hỏi người xung quanh còn bộ y phục dành cho thành viên rèn luyện nào ở đây không tất cả đều lắc đầu Ai lại đi vì Nưu Hữu Đạo mà mang theo một bộ quần áo chứ? Không ai có cả, hoàng ban cũng không thể vì Nưu Hữu Đạo lại bay về một chuyến. Một chuyến này là suốt cả một ngày. Hắn ta khô tay, được rồi, cứ như vậy đi, chờ lần rèn luyện sau lại nói. Được, Nưu Hữu Đạo quy củ chắp tay, lúc này mới quay người bước về chỗ thành viên các phái đang nhìn hắn chằm chằm. Trưởng lão, Tần Quan và Kha Định Kiệt bước nhanh đến, cung kính hành lễ. Như trưởng lão đột nhiên trở về thật sự khiến hai người mừng rỡ không thôi. Nghiêu hiểu đạo hớn hở nói, nhìn vẻ mặt vui mừng của các ngươi, khí sắc đúng là không tệ. Đúng rồi, lúc ta không có ở đây, có ai làm khó dễ các ngươi hay không? Hai người nhìn nhau, khí sắc trên mặt đúng là rất vui mừng, nhưng cả hai đều biết là vì sao. Thật sự cũng chỉ là vì Nghiêu hiểu đạo đã quay lại, chứ không phải như Nghiêu trưởng lão đã nghĩ. Nói đến có người làm khó hay không, tần quan bước lên một bước, nhỏ giọng thì thầm vào tai Nghiêu hiểu đạo, đem những gì xảy ra sau khi hắn rời đi thuật lại một lần. Còn có chuyện vừa nãy, Thái Thúc Sơn Thành trở thành thủ lĩnh, rõ ràng muốn làm khó hai người. Nghiêu hiểu đạo cao mày, nói, hai người các ngươi đúng là vô dụng. Người ta nói làm cái gì là làm theo cái đó, chẳng lẽ không biết tự làm hay sao, ngay cả dám cũng không dám thả, đúng là làm mất mặt tử kim động chúng ta. Hắn bị người ta bắt ép trở về, trong lòng khó chịu, ảnh hưởng đến cả miệng. Hai người tần kha bị nói đến xấu hổ, chắp tay nói là đệ tử vô năng. Bớt nói nhảm đi, đi thôi, việc này sẽ do ta xử lý. Ta muốn nhìn xem ai dám dương oai trên đầu tử kim động chúng ta. Như hữu đạo nói xong, lập tức bước về phía trước. Hai người vội đi theo hai bên, tinh thần không còn thấp thỏm, lo âu như lúc trước. Hai người cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Thật ra trước đó hai người hoàn toàn không có ấn tượng tốt đối với Ngưu Hữu Đạo. Đệ tử tử kim động chân chính, có mấy ai có ấn tượng tốt đối với người nửa đường nhảy vào làm trưởng lão từ kim động chứ. Người từ trên xuống dưới, không phục lẫn bất mãn chiếm đa số. Nhưng sau khi đi theo Nghiêu Hữu Đạo một khoảng thời gian, trên người Nghiêu Hữu Đạo dường như có một nguyện lực khiến người ta cảm thấy yên tâm. Trước đó, đại lão các phái đều chạy đến vây quanh Nghiêu Hữu Đạo hỏi thăm tình huống, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Ít ra, bọn họ cho rằng Nghiêu Hữu Đạo là người có thể chấn trụ được thế cục. Ha ha, nhìn ta chầm chầm làm gì, cũng không phải chưa từng nhìn thấy ta mà bước đến trước mặt mọi người nghiêu hữu đạo vui cười chắp tay chư vị chúng ta lại gặp nhau tạm biệt mới có mấy ngày ta thật sự rất nhớ mọi người không cái thiên cười ha hả lão đệ không phải ngươi đã rời khỏi thánh cảnh rồi sao tại sao lại quay về nghiêu hữu đạo lắc đầu thở dài ta cũng không muốn trở về vừa về đến từ kim động trong lúc uống chén rượu chợt nhớ các vị quá nên chủ động trở về nhớ chúng ta lời này của hắn rước một đống ánh mắt khinh thường, có người tin hắn nói mới là lạ. Phù hoa diếu cợt, lão đệ, từ thánh đảo đến tử kim động vừa đi vừa về cũng không xa, chút thời gian này chỉ sợ xem bản đồ bảy nước cũng còn không đủ, đâu ra thời gian tới tử kim động uống rượu. Lời này rước lấy một chàng cười diễu cợt, như hữu đạo nghiêm mặt nói, cười cái gì, các ngươi đừng có nghi ngờ, phải nói là rất trùng hợp, từ vừa rời thánh đảo không được bao lâu, vừa vận đụng phải Đông Hải Đại Thánh muốn tới tử Kim Động từ đó ta mới biết trưởng môn các phái muốn tới tử kim động tập trung nghị sự thế là đại thánh liền tiện tay đưa ta đi một đoạn các ngươi xem ta đây này các ngươi đang mặc cái gì ta đang mặc cái gì hắn rủ băng gấm sắn bên hông xuống ta đang mặc quần áo của trưởng lão tử kim động đấy tử kim động làm sao có thể chờ ta ở thánh địa mãi được phải không không quay về tử kim động làm sao thay được bộ quần áo này đám người đều sửng sốt nhìn nhìn phục sức của hắn mới phát hiện ra đúng thật là quần áo của trưởng lão tử kim động. Lại nhìn quần áo màu hồng mình mặc, thế nào cũng cảm giác như nghiêu hữu đạo là hạc lạc giữa bầy gà. Mấu chốt của vấn đề là, y phục lúc đầu của mọi người đều bị phiêu miếu các đoạt lại tiêu hủy cả rồi. Cho nên, y phục của nghiêu hữu đạo hoàn toàn là lấy từ tử kim động. Nói cách khác, rất có khả năng hắn đã về tử kim động thật. Toàn thái phong nghi ngờ hỏi, trưởng môn các phái tập trung tại tử kim động. Ngưu Hữu Đạo nói, ta cũng không biết họ bàn cái gì. Bọn họ không chịu nói cho ta, nhưng trưởng môn các phái vừa thấy ta về liền vây lấy ta hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hắn vừa dứt lời, không ít người thấp thỏm, dù sao họ cũng bị đinh vệ buộc phải viết những thứ kia, không biết Ngưu Hữu Đạo nói cái gì đây. Thái Thúc Sơn Thành không nhịn được mà hỏi, người nói thế nào? Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, người cảm thấy ta sẽ nói thế nào? Làm sao ta biết người sẽ nói thế nào? Mình không làm tặc, không cần trột dạ, Nưu Hữu đạo đáp lại y như vậy rồi quay sang nói với mọi người, khi đang bị giày vò, hoàng quản sự đã chạy tới Tử Kim động muốn đem ta về. Nhưng trước khi chia tay, các vị trưởng môn đã cố ý dặn ta nhắn với chư vị vài lời. Toàn Thái Phong vội hỏi, "Nhắn gì?" Nưu Hữu đạo đáp, "Không nói cũng được, cá nhân ta cho rằng thôi bỏ đi, dù ta có nói các người cũng sẽ không tin, nói cũng thừa." Toàn Thái Phong dồn, "Lão đệ, ngươi không nói ra, làm sao biết chúng ta tin hay không?" nghiêu hữu đạo thở dài như phải chịu áp lực rất lớn trưởng môn các phái muốn ta nhắn với chư vị sau này chư vị phải nghe theo ta hiệu lệnh mọi người đều không nói được gì cuối cùng phần lớn đều khinh thường quay đầu bỏ đi có thể tin vào cái lời quỷ này mới lạ đồ đần mới chịu nghe hắn nói hưu nói vượn tiếp nhất là thái thúc sơn thành đánh chết y cũng không tin khí vân tông có thể nói ra lời như vậy khí vân tông chỉ hận không thể làm thiệt nghiêu hữu đạo làm sao có thể bảo y phải nghe lời hắn Nghiêu hiểu đạo giang hai tay với toàn thái phong, ý bảo, sớm biết thế người còn cố ép ta nói. chương 1461, lão tử chỉ ai người nấy làm thủ lĩnh. Toàn thái phong giờ khóc giờ cười, lão đệ, người gạt người lộ liếu quá đấy. Người đang lừa mọi người rồi, nghiêu hiểu đạo mặc kệ y có tin hay không, hắn chỉ cần cái cớ thôi, vẫy vẫy tay với côn lâm thụ. Côn lâm thủ đang muốn đi tới thì bị trưởng lão thiên hỏa giáo lưu diệu đưa tay ngăn lại. Nghiêu hiểu đạo đành phải đi tới, lư diệu cảnh giác hỏi người muốn làm gì nghiêu hữu đạo đáp để hắn theo ta đi lư diệu cười lạnh song phương đã nói xong lần này hắn tới đây là với thân phận đệ tử thiên hỏa giáo đấy côn lâm thụ trầm mặc sắc mặt hơi ảm đạm nghiêu hữu đạo nói ta nói này ta thấy rõ trưởng môn các phái tới từ kim động bao gồm cả trưởng môn thiên hỏa giáo vũ văn trưởng môn có chuyện cần ta chuyển cáo cho côn lâm thụ côn lâm thụ người có nghe không sổ dọc côn lâm thụ ngạc nhiên ngẩng đầu lên lư diệu chen vào tin được cái chuyện ma quỷ của ngươi mới lạ như hữu đạo nói tiếp côn lâm thụ ngươi nghe cho kỹ đây vũ văn trưởng môn nói lần này ngươi đi lịch luyệt là đại biểu cho thiên hỏa giáo dặn ngươi tạm thời rời lư trưởng lão đi theo ta côn lâm thụ đầy mặt nghi ngờ lư diệu cười ha hả nói như hữu đạo liệu ngươi có thể nói một lời thật không trưởng môn phái ta há có thể nói ra những lời này như hữu đạo nói với côn lâm thụ vũ văn trưởng môn hỏi ta chuyện gì đã xảy ra trong thánh cảnh ta đã kể lại chi tiết. Vũ văn trưởng môn sợ lưu trưởng lão quay đầu sẽ giết người diệt khẩu, cân nhắc tới quan hệ giữa ngươi và ta, cho nên dặn ngươi đi theo ta. Có một số việc, sau này vũ văn trưởng môn còn phải tìm ngươi xác minh lại. Côn lâm thủ kinh nghi bất định, lưu diệu trầm giọng mắng, đánh giám chó. Như hiểu đạo vẫn mặc kệ lão, tiếp tục thuyết phục côn lâm thụ, nếu có giả, sau này đương nhiên ngươi có thể kiểm chứng. Nếu có giả, ta sẽ trả tự do cho phu thê ngươi, muốn xoay chuyển thiên hỏa giáo hay muốn đi đâu tùy các ngươi. Cam đoan như vậy, ngươi tin tưởng chưa? Mặc kệ là thật hay giả, có một chuyện rõ ràng nhất là thiên hỏa giáo nhất định giữ bảng chắc lại để uy hiếp côn lấp thụ phải tham gia lịch luyệt, điều này đã có vấn đề. Lần này người của thiên hỏa giáo cùng đi lịch luyệt với côn lâm thụ có lai lịch rất nguy hiểm. Lư diệu chỉ cần tìm được cơ hội, 89 phần 10 sẽ không cho côn lâm thụ sống sót rời thánh cảnh, muốn thừa cơ chu sát phản đồ nhất là tình hình các phái phân tán ra sẽ bị săn giết như trước mắt, khả năng Côn Lâm Thụ bị ám sát quá lớn. Y đã đường đường chính chính hẹn với Hỏa Phượng Hoàng là sẽ đảm bảo an toàn cho Côn Lâm Thụ, sẽ cố hết sức mà làm cho được, sẽ không để cho Côn Lâm Thụ dễ dàng rơi vào nguy hiểm. Trước mắt, hắn phải hết sức ngăn cản, sau này Côn Lâm Thụ có biết hắn lừa mình không cũng không quan trọng, trước hết phải bảo vệ được Côn Lâm Thụ đã rồi tính. Lần này quay về từ Kim Động, Hỏa Phượng Hoàng vừa thấy hắn, không hỏi mấy câu chỉ lấy nước mắt rửa mặt, hiển nhiên là biết thiếu sự che chở của Ngưu Hữu Đạo, tình cảnh của trượng phu sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng đây không phải điều mà Ngưu Hữu Đạo hoặc Hỏa Phượng Hoàng nàng có thể chi phối. Bị La Phương phỉ cưỡng ép chạy ra, Ngưu Hữu Đạo cũng không thể làm gì. Khi ấy hắn không nói gì nhiều, nói gì cũng vô dụng, đột nhiên lại được đưa về, có cơ hội hắn sẽ không ngồi nhìn. Phu thê hai người đã đi theo hắn, hắn sẽ dốc sức làm tròn trách nhiệm của mình, sẽ không vì sợ phiền phức mà bỏ mặc họ. Như hữu đạo cam đoan như vậy lại đến phiên lưu diệu kinh nghi bất định. Chẳng lẽ trưởng môn nói như vậy thật sao? Trưởng môn nghi ngờ mình sẽ giết người diệt khẩu sao?